ngập ở giữa. Lâu ngày không đi được này. Thất nghiệp là mình. Cái này là YouTube hả anh? Có lời không? Không. Không có lời. Lên là biết. Lên trên cao nhất từ đó mới lên cái đỉnh mà hồi bữa mình đi, nhưng mà cái đường này rất là khó đi, đường này phụ nữ đi không nổi, rơi cho phụ đi hoài đường này, nó cũng là núi của mình á, nhưng mà đi cái đường bình thường là dễ nhất của cái dãy Thiên Long Sơn, mà đi đường này more challenge hơn. Gương mặt mới đi lên, lên. 500 mà đất này giống như ngay thành phố nữa. Ở họ tiên tốt lắm. Đường này phải vết nhưng thật sự có ông mình xài thôi. Tại trong đó của mình đâu ai vô đây. Mình mua xe đậu hai bên đây được. Hồi xưa Tết người ta đậu xe hai bên này, đậu hai bên. Đi gần 30 năm nay nó không có sửa. Phụ bỏ ra 40 nghìn sửa nhỏ xíu này nè. Vậy trên nó xuống nó cho mình cái ticket. Tại nó đường của tao mất bớt mày sửa. Mắc cười á. Nó nói tụi mày 2-30 năm tụi mày không sửa. Xe tao chạy vô chạy ra hư. Vậy mà cũng tiêm chuyện mình hiện giờ trong cái bài lấy xe. Có vụ này. Mà mình comment lên nó không làm. Mình làm đi là phạt mình. Ở Mỹ này nó vậy đó. Tức là khi nó ghét á, cái gì nó cũng làm.
cameraman. Cô làm tới đây. Tại vì nó không có bà vợ vô đây hết. Tại vì đất đó của mình phải không? Cái này cũng của mình nè. Em đã kiếm chuyện thích cười. Mình bớt khủng chút đi, để mình phục được rồi. Ra đây vui vẻ nói chuyện. Bởi vì con người ta đi con. Tới sáng gặp Tỷ Tiên rồi vợ có một tháng. Thụ con nhớ chú Thụ quá. Hôm mẹ về mẹ kêu đi phải đi gặp Thiên Tử con của mẹ. Tiên á, vợ tháng. You know the code. You know the code right? Nhắn tin gần cái năm nay không nhắn. Chú Thụ ơi, hôm mẹ kêu phải qua thăm sư phụ. Rồi mấy camera nó chạy nhanh dữ quá. Mấy này nó có sức lắm hả? Sức mà. Con cũng bị ở cà ra mấy người nói con thùng rồi. Thấy là mình vui với quá. Bảo thùng để cho mình break time thùng chút. Làm người bình thường lại chút đi. Bây giờ thích thùng rồi chứ thủ. Thế sắp sửa nó vận mệnh của nước Việt. Thùng. Ừ, làm gì làm liền, ngay lúc đó thì gọi ổng liền. Không biết ổng có làm hay không thì chuyện của ổng nữa. À, lĩnh là một chuyện nhưng mà thích hay không là chuyện của người khác. Ngồi đâu có lo nổi. Xưa chỗ này là bàn ghế đầy đủ. Ngủ làm cái lò đó. Ai muốn barbecue gì cũng barbecue. Trên kia có một chiếc bự hơn nữa. Con không biết lá chừng là lá tốt lít mà con không biết lá này, chưa biết lá này. Kêu ông Hồng dạy, dạ. Nó dễ ảo ta. Mà lá cái này nó excited lắm, nó như đồ chơi vậy đó. Con học kêu ông bác lá chừng lá tốt lít đó nhé. Hướng này sạch nè sư phụ. Cho sư phụ ra giờ luôn này. Bên kia hết. Can we even hike any further? Cái này là cái đường. Nên ngoài giờ bị bắt, ngoài thì bọc vô trong đi. Hình như bên kia hình như phải không sư phụ? Lúc trước sư phụ đi đường kia nhưng mà bất ngờ chỗ này nó bị lầy kiểu này. Go back. Ok, bỏ số về. Cho sư phụ tới. Này nó bị vô camera bên này. Không.
Cái này xe chạy được mà có nghĩa là bình thường mà lâu ngày không ai sử dụng đó. Cần có người đầy máy để mình chạy cho nó đừng có bị hát co lịch đừng bị luôn à. Ừ, thì đi qua quay qua quay lại thì nó đổi hướng nó nhìn nó lạ lạ. Thôi để mình đã quay mình điện thoại quay. Không sao đâu. Quay luôn đi để ngăn cắt kì. Sao chỗ này cái cây ấy còn nhiều quá trời nhiều luôn. Ừ. Cái cây dọc khách nè. Cái này good lắm rồi. Quá cây dọc khách. Cái này mình đừng vầy cho lửa. Ngày wow, cái này phải cần chiếc xe á, chạy lên đó. Ở này mọc lẻ quá ba. Yeah, cái này để đi trước. Cái này đi con mới. Rồi. Đạp quá bà con. Đạp quá. Đạp đi. Đạp đi. Quên đường này. Hình như lần trước đi đường này. Đường này bữa mình đi không được á, nhớ ông Veronica. Bây giờ ông học ông làm đi được. Tự nhiên cái khúc có chút xíu ông không làm, bởi vì có những chúng sanh á, những người á mình chỉ nói chỗ nào ngay chỗ đó, thêm chút xíu đây đâu nhầm gì. Thì bữa mình bị kẹt đây nè đúng không? Thì ông làm mình giờ ok, tại sao không chạy chiếc xe đẳng? Bởi vì ông đó nhiều lúc ông ngộ lắm. Để cho một nhập để cho lên để dọn ai ai đi trước đi giờ dạ, tại không biết đường tại không biết đường nó tại có hai ba đường nữa không phải con đâu thanh niên mà lái. Mình đứng rồi mình. Trời.
Lo thở sư phụ. Cỏ khô này đi trơn lắm nha mấy chị mấy tỷ, cỏ khô này nó trơn lắm á. Ta bên đó của mình. Đây nè, con cầm này cho ngăn nè. Ờ vậy hả? Con chạy giống con ngựa vậy, nó cà tưng không biết nó ra sao nữa. Ờ tưởng là ngăn quay nãy giờ uống kiếm nó không thấy. Thank you.
Hi, Dad. I didn't know you walk with style. You're sliding. I used to have a high school. You never told me it'd be this stressful, Dad. Is it hard? Yeah. Okay. You never told me it'd be this stressful. Đâu cần chi bự con, chỉ cần mấy chục nghìn qua phía đây là xây lên được cái nhà mà xây hoài khó khăn. Cái gì chỉ có chỉnh cái lên mấy cái này không có gì không có gì. Bữa nay mình đi đông có người lạ cũng muốn đi mấy đường rất đi. Đi lát lát đi dọc nè, đi dọc ở chỗ ở mình đi á, cái đi hoành về là vừa rồi, hay nữa có người xỉu ai đâu kiếm nhóm nhà mình á cũng nhìn tại có anh Minh lặng không mấy sức khỏe đang sao mình lên nửa đường á, đi lên có lên không được mà xuống không được mà mệt á. Thôi chắc gọi thôi chắc cũng là exercise được rồi. Tới tối về nằm
cars coming. Cái group bên này hình như bị đuối hay sao rồi á. Make room cho sư phụ đi on the ground. Cái câu này hơi quá đi theo á. Ở cái vùng này nó chỉ có hồ này romantic. Đi bộ không vòng.
Này mình đi một cái tour sơ cổ thì mong sao cái này cũng cỡ 3 mai á. Rồi mình đi vô cái park của bên bên tụi nó. Đứng ở chỗ bờ hồ chụp hình ngay chỗ bờ hồ bữa hổm. Nhưng mà này mình đâm ngang đường nó có đường mòn đi vô đó. Đúng ra nãy thì phải dẫn đi phía bên đây cái thằng gạo. Okay, đi này cũng vui. Lâu lâu á mình thấy người ta chạy chừng mấy chục chiếc xe đạp đó. Không phải chờ họ ta, họ cũng như mình thế là họ thích họ đi ngọc vậy. Vì mình có cái áo này cũng là nó là làm cái rút về. Sau này ở cái thành Long Sơn sẽ thành ra một cái City of God. Đấy, sau này mình mà đầy đủ nhân lực với tài chính mình sẽ build thành Long Sơn thành cái city, city thành phố của thượng đế, của đặc sản gì luôn, city of God. Lại cha lại mẹ về hết lạnh. Thì nói về sao hết lạnh. Như khó chịu quá. Tại con chở bà con lên coi đàn đó. Thì con nhập ổng. Rồi để mà ổng bay từ Việt Nam qua bên Mỹ sơ sơ. Rồi con mới kêu ổng đi giờ muốn ổng sao ở đâu đi. Rồi xuống đây lên lại. Mấy giờ? Trong lúc này là con không dám cho ông lên. Ok cho ông lên. Trong lúc này á sư phụ cũng bị nhiều người kiếm chuyện. Nhưng mà có mấy đứa con đông người đâu làm gì. Chỉ kích mánh nó cứ nghĩ là núi vắng què có một mình. Nhưng mà nó muốn thảy xuống núi thì nó thảy đúng không? Nhưng mà có con thì cũng như là... Có là tại hồi tối, chính là tối có một mình ổng lên thì con không dám cho ổng lên. Ờ vậy hả? Tối rồi lên làm. Mà ổng có lòng thiệt bay từ Việt Nam qua. Thì bây giờ á, là hôm nay phù hợp với trên trời á. Vậy nói là họ thiên chúng ta phải get ready, phải đoàn kết để chuẩn bị về giúp Đức Thầy để mà lập lại một cái nước Việt mới. Cái gì dặn trong cái đó như vậy á. Rồi không biết nhưng mà cái ngày đó họ thiên phải đủ lực lượng có nghĩa là để mà đông người á. Bộ Cộng sản là nó sẽ anytime, nó có thể rời khỏi nước Việt bất cứ lúc nào. Tại nó đã ready to take off rồi. Mấy vị cho hành căn giống như bệnh nè, hiện giờ bệnh chết như rã bệnh nè. Nóng nực nè, lũ lụt nè. Rồi cúp điện nữa ha. Rồi bây giờ sắp sửa chết đói nữa. Bây giờ dân đến đường cùng thì phải rời khỏi giường chứ không có nằm trên đó mà khấn Đức Thầy xuất hiện nữa. Đức Thầy không có xuất hiện nếu mà dân không có khấn. Lòng dân là lòng trời, lòng cha là lòng dân. Dân muốn gì dân tự phải đi bằng cái chân của mình. Cái đơn giản là công thức vậy. Trời mát này đi hai chim đã hả? Mấy đứa con mà có sức á, đi vòng này đi bọc qua bản stop đi ngược châu. Có sức không? Dạ có. Đi, 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 đi. Có sức không? Dạ, làm chợ hay là muốn đi về? Thôi đi, đi vòng đi sư phụ. Đi vòng này không? Đường này cũng chắn nha. Dạ, đi luôn.
Ủa, hình như là cái đường này là cái đường này đi cái chỗ ấy tên khai thôi. Cái chỗ này là cái đường mình đi vòng đường này nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái đường này mình đi vòng đường này. Cái này đi về là còn xa hơn từ chỗ Thành Sành lên nút. Cái đường này bị cảnh sát lấp đường. Cái này xuất 5 thao quá người ta. Đây xa rồi đó. À, ngoài dự tính là sáng nay á. Như là mình ra chỗ tới ngoài kia mình đi cho hello. Ở đây có một cái ông, ổng phải làm ma, ổng giống như người Ellen nhé, ổng có đi lên khúc này nè, từ chỗ này ổng đi lên đi xuống, ui, cái travel của ổng, ổng cao hơn mình khoảng 6 feet đi không, 5 feet 8, ổng có 10 feet vậy, mà cái thân người ổng trắng tươi à, mà ổng cứ đi lên đi xuống, cái bộ dưới ông bắt tức cười, ông nội này rảnh quá, đi bữa giờ mấy trăm năm mà cứ đi lên đi xuống không khúc được, à khúc này nè. Tối ảnh đi hay ban ngày? Ban ngày cũng thấy ổng nữa. Ừ. Ổng không có hại gì. Mà ổng trắng tươi à. Ma thì nó không có vậy, mà nó núp núp núp. Nó thấy mình ma nó chạy nha. Thôi ông này ổng không có chạy, ổng bình thường. Cái đẹp trè trong rước những người đi không nổi quá. Để cái dòng này ghê lắm á. Ờ để lên. Cái này dốc dữ á. Không phải. Đi cái dòng xa. Cái này nè, cái này lên nè. Không có dốc mấy. Lên tới chỗ là thấy mấy người thở rồi. Nhưng mà mình đi hai kênh từng rồi, từng này á nó consistent, cái healthy. Dạ. Còn mình bỏ đi từng này từng sau mà đi nữa là mệt lại. Thế làm hoài giống đi khúc này đi kia về là vừa rồi, giống exercise vậy thôi, mình phải exercise nữa. Mình đi hai ba ngày thì mình làm khác, lên núi vòng về vòng lại lên đây vòng lại gái rồi vòng con xe đấy xe Hey. Thằng đó đó, thằng nhóc á, lái xe đấy.
Như xanh nó mũi dữ lắm. Để chờ gặp mặt thì lại con hỏi câu đó. Dạ. Chú chỉ là đệ tử Vô Lạc thôi mà. Dạ. Con của cha. Dạ. Nhưng mà người lại là người lập đạo. Dạ. Nhưng mà đạo là của Phật Vô Lạc. Dạ. Đạo là của cha. Ở trên trời á, Phật Vô Lạc á là ở tay phải. Dạ. Tay trái là Hòa Thượng Tế Công. Dạ. Nên cùng với sư phụ Thiên Tử xuống trần á, Hòa Thượng Tế Công lập đạo ở bên Đài Loan rất là lớn. Dạ. Đạo kia là Trung Quốc gì đó. Dạ. Cũng là một cái nhánh của Thiên Tâm mình. Dạ. Tại cách đây 4 năm thì có Trang trong nhóm mình đi tu theo mấy cái người đó đó. Dạ. Họ đọc tiếng Tàu mà. Nhưng mà họ cũng y như mình nha. Thờ. Dạ. Cha rồi vậy. Dạ. Hồi Long Hoa nữa thì sư phụ không biết đó là chánh tà, thì Hòa Thượng Tế Công vậy nói cái đó là chánh. Dạ. Đạo của ta dạ, cũng là một cái nhánh của con. Dạ. Cũng là một cái nhánh của Thiên Tâm. Dạ. Nên sau này nước Đài Loan với nước Việt Nam á, rất là gần thân khuất với nhau. Dạ. Còn Phật Di Lạc là vô nước Việt mà ngày chờ khi Biển Đông dậy sóng, ngày chờ khi nào mà dân nổi loạn á. Dạ. Tại vì đối với cấp điện là nổi loạn. Dạ. Thì lúc đó Phật sẽ xuất hiện, rồi ngài sẽ kêu sư phụ về Việt Nam. Dạ. Họ thiên chúng ta cũng cần về. Dạ. Thì đó là dẫn họ trên. Di tức là dân cư an di lạc nghiệp vui sướng. Dạ. Cũng là một cái tên luôn, coincidence. Dạ. Không? Thì cho nên mấy con có thể kêu cho hụ là tiền thừa Phật Di Lạc hay là Phật Di Lạc số 2. Dạ. Còn Đức Thầy là Phật Di Lạc số 1. Đây, ngài là Phật. Dạ. À, ngài là được Phật Thích Ca thọ ký. Dạ. Còn sư phụ là được Phật Di Lạc thọ ký. Dạ. Đó là cái kiểu đi theo lớp lan vậy đó. Dạ. Thì đi với bác của Phật Thích Ca thời xưa mà ở núi Linh Khú hả? Lúc mà Phật Thích Ca nói ở thời Mạt Pháp, khi Ma Dương mà cho con cháu của họ mặc áo vàng cạo tóc. Dạ. Đục phá nát đạo Phật rồi lăng nghiêm á, sẽ từ từ biến mất ở thế gian. Yeah. Những đứa con nít nhỏ 5-6 tuổi sẽ bắt đầu biết yêu đương có bồ. Yeah. Nó cũng y như thời nay mình nhìn thấy rồi đó. Yeah. Một hiện tượng có nghĩa là Phật nói chúc. Yeah. Thì lúc đó có một vị Phật kế tiếp sẽ làm cái Phật giáo thịnh trở lại. Yeah. Ở cõi đời này. Và sẽ có một ngày tất cả kinh điển của Phật giáo sẽ biến mất ở thế gian. Yeah. Của Phật Thích Ca. Thì bây giờ mình thấy nếu mà wifi mà mở một cái là bây giờ đâu có ai đọc bằng sách đâu, đọc bằng internet đâu. Thì lúc đó Phật Thích Ca đó nói sau này ở thời Mạt Pháp, ai có cái áo của Phật hồi lúc còn sống và có cái bình bát mà Phật đi khất thực đó, thì người đó sẽ là vị giáo chủ kế tiếp. Cái này ăn hạ tiểu đường đó con, tốt đó. Này thuốc á. Tại vì hồi xưa á, lúc mà cái bộ là Adam á, Adam ăn trái cây quá không, cho nên mới dở đây. Giờ mình cũng kiếm A bà vô đây mà. Adam với A bà. Hai trái này bự.
On top right here. Two of them hanging right here. Now, look, look, on top, look up, look up. In front of you. Nó vàng nó mới ngọt. Ừ. Thử không? Nè, có ai muốn ăn thử không? Đây nè. Có ai muốn ăn không? Hàng hải sống. Này cầm giùm. Ở đây cầm giùm. Chưa cầm trái. Núi. Cắt nguyên nhánh. Bứng nguyên cây. Thôi quay phim không sao, quay phim. Ai mình tới đâu mình cũng chấp tay. Chấp tay như thật đấy. We have camera over there. Closer. Nâng nâng thôi. Cầm dùng cầm dùng. Cầm dùng chút xíu. Đó là mục đích của sư phụ. Để cho mọi người gán sống. Và không có làm chuyện tội lỗi nhiều. Để chờ ngày đó. Đó là mục đích của chúng ta. Và đồng thời cho họ biết là Phật Thánh Tiên đã hạ phàm vô nước Việt rất là đông. Còn quỷ hạ phàm vô nước Trung Cộng rất là nhiều. Cái này mình đi xuống là xuống dưới núi xong mình đà ba vô lại chứ không? Đi lại theo cái đường mà lái xe. Dài cái đường đó. Đường nó cũng dễ đi mà. Dạ. Nó cũng có cái sidewalk á. Dạ. Nó dễ đạp hoài. Nhớ đường này là tại vì vừa rồi ở bên đó nó bị hư đường á, là đi tạm bên này đi lên núi nè. Nhớ lại cái bắp nãy. Nó đi giọng đi thấy đâu. Ở nhà phòng chắc chị nó không biết. Có pha lan xin.
con cúng sư phụ có khoảng 10 triệu hộp pháp lần, nhưng mà cứ như đó mấy vị biết qua nhiều được. Rồi Thích Long Bạch Long phải không? Con làm thêm cái phần nhỏ nhỏ nữa, một người là sư một vị vị Bồ Tát mà sư phụ cúng bắt á. Mình phải làm ba bài. Không ở trong cái nhà đó. Cái nhà dạ. Không, con đừng đem lên chở. Dạ, dạ, con để cái này thôi. Dạ, dạ. Con... Ủa, cái nhà đẹp quá ha. Ủa, con không ơi, sư phụ cũng chẳng biết tên ngài nữa nữa. Luôn đó là cái này sư phụ của anh Bắc thôi. Dạ. Ừ. Hả? Lúc khởi đầu á, sư phụ cũng là giống như mấy đứa con thôi. Khi mà cha với mẹ đúng ngày đúng giờ á, bon. Thời trước đó sư phụ định đi tu đúng không? Thì lúc đó mấy vị mới gỡ cái ấn thiên ấn ra. Thì giống như là cái wifi bấm cái password vô vậy á. Sư phụ biến thành cái người đặc biệt mình như hôm nay. Thì từ đó mấy vị bắt đầu dạy cái gì, giờ là trí tuệ sư phụ sáng hơn hồi thời xưa. Thầy sư phụ cũng chẳng có biết hòa thượng Thế Công là sư phụ của mình nữa. Trong mô vi mà mấy ngày mô vi cũng chẳng có biết tổ là đi theo sư phụ hội sư phụ từ nhỏ nữa. Cũng chẳng có biết Phật Thích Ca là sư phụ mình luôn, tại nằm mơ gặp ảo ông nói mình mới biết. Rồi Phật Di Lạc nữa. Rồi sau này á là Thiên Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Rồi cái bà vừa tới Đức Thầy. Tức là sư phụ có 6 sư phụ trong vô vi. Còn ngoài đời chỉ có Hòa Thượng Tuyên Hóa thôi. Thì là cái này. Thì từ đó đó Hòa Thượng Thế Công dạy nhiều thứ. Dạy về cái thời mạt pháp này. Có hội Long Hoa, có Phật Thánh Tiên Hạ Phàm vô nước Việt. Rồi xã hội của cái địa cầu mình á sẽ thay đổi lại thời cực kỳ giàu sang sung sướng vàng kim. Thì những cái người trí tuệ của trên trời á, mang thân người để mà điều hành cái quả địa cầu này để cho ma quỷ không còn ăn hiếp con của cha mẹ nữa. Còn bây giờ á, cha chỉ ngồi thiền có như mấy giây thôi mà ở dưới này á nó lập ra một cái khối gọi là phê trục rồi đó. Từ thời 80-85 tới ngày hôm nay là 4 cái dù tàn cuối cùng để bắt đầu lập qua một cái xã hội mới gọi là thượng quân. Thì lúc đó Hòa Thượng Thế Công mới dạy. Rồi cùng song song special nước Việt là đặc biệt nhất của cái địa cầu này thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một vị Phật trên trời. Ngài cũng đóng gia vua, cũng có tiền, cũng y như Phật Thích Ca, nhưng mà thời đại mới đây có 1.000 năm tiếng nhu. Rồi sư phụ cũng vậy, cũng là học theo lối của Phật Thích Ca, rồi Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mà trước khi biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông là sư phụ với sư phụ, thì sư phụ đã bỏ hết tiền bạc hạt xưởng để mà lập núi lập chùa, thì cùng một cái hệ thống. Thì từ đó đó Phật Hoàng về mới nói: con là đệ tử của ta, con học sao hạnh của ta, sau này con lập lợi, khi con nắm giữ gian sen con sẽ lập lợi thời của ta. Nó thời nhà Trần, nó thời của ngài á, nghĩa là ngày trận đạo có thù nhà mà quên đi mà lo việc nước, lo rất là người Tàu xâm chiếm nước mình. Thì đó những gì sư phụ từ từ xuất hiện. Rồi còn Hòa Thượng Thế Công ở bên Đài Loan rất là giàu thì MC mà. Thì một cái tiếng nói của người Đài Loan rất là mạnh. Thì cái đạo của Hòa Thượng cũng là một cái nhánh của Thiên Tâm. Hiện bây giờ thì cái nhánh nó rất là mạnh hơn mình, nhưng mà mình là cái gốc cây phải không? Yeah. Con biết cái hạt đậu mà có hàng là chắc á. Yeah. Chắc à, định đi là chắc. Thì mình làm vậy đó, nó sẽ mọc khủng khiếp trong tương lai. Thì Hòa Thượng Thế Công là cái đó là cái nhánh. Sau này á, khi mà Phật Di Lạc xuất hiện ở nước Việt á, thì từ đó cả thế giới mới chấn động. Ba tiếng sấm nổ. Tiếng sấm đầu tiên là ngài sẽ giảng bài pháp. Cho nên bây giờ mấy Phật tử mà muốn sư phụ giảng kinh á, phải chờ thầy giảng. Yeah. Sư phụ là hàng đóng vai toàn là vua chúa,
chí an bang tái thế. Nhưng mà sư phụ có tâm từ bi từ thời của cơ sướng ngày dài tới đây rồi hòa thượng tới công hiện bây giờ song song từ ở trên cõi trời ngài là cai quản tất cả những người nào mà đắc chứng a la hán là hòa thượng tới công là giống như supervisor vậy là coi mấy người đó nghe. Thì ngài cũng thường xuyên tiếp xúc với sư phụ. Có những lần sư phụ bị thiên ma đánh ngất ngừ sắm chết, hòa thượng tới công là người dùng thần thông cứu sư phụ với học bạn em mấy lần hồi xưa. Còn nước Việt mình á là có Phật, đó là Phật Hoằng Trần Nhân Tông, ngài rất là thiện hữu. Thì cho nên ngài Thích Thanh Từ là truyền thừa của cái hệ phái đó. Tại sao những cái hệ phái khác bây giờ không nổi tiếng, không có làm sáng rạng nước Việt, không có dạy được cho nước Việt, mà chỉ có hệ phái của Phật Hoằng Nhân Tông thì được nhiều người hưởng ứng trong lúc này, thì nó cũng cùng đi trong một cái mối đạo gọi là Lập Hội Long Hoa. At the same time, ngài Minh Đăng Quang, ông là ông còn đây là mấy tôi cũng là người có công lo cho Hội Long Hoa, sao không có hình tôi ở trên núi Long Sơn trên điện mẫu á, thì sư phụ bây giờ mới có hình ảo. Thì hội khắc sĩ á, từ phái đoàn một cho tới bây giờ mới phái đoàn có mấy, thì trong đó có ngài gì hiện gì trên mạng nói đó, thì cũng là lo cho Hội Long Hoa. Tất cả những vị Phật, những vị Bồ Tát và đồng thời những vị thánh tiên đều làm cùng chung một cái mục đích, cũng giống chúng ta họ Thiên cũng là một cái nhánh, tuy là rời nước Việt nhưng mà lúc nào chúng ta cũng cái mục đích sư phụ nói từ 5 năm nay, thủ đô của nước sư phụ là núi Cấm, ở trên nói như vậy thì làm như vậy, còn Thiên Long Sơn là của các con, sau này họ Thiên con cháu họ Thiên lớn lên ở Mỹ cũng phải lên Thiên Long Sơn để mà nó đem cái sự gắn bó của họ Thiên để mà đi về bển, đi qua đi về, chứ không phải mình ở bển luôn, mình cũng phải ở đây luôn, nhưng nếu không có Thiên Long Sơn sẽ không có những cái ai mà nó không có hiểu về tâm linh, nó không có ai nhắc nhở không phải đi trong cái lèn này, cái con đi ở ngoài nó đụng con cứ canh một đứa nào đây nè, khoảng một hé hóp thế này là con đã ra ngoài rồi đó. Vô rồi đụng đó nhiều quá, không chừng nào có xe lại mình đi vô. Còn tổ thì nếu mà nói về tổ là một trong sáu vị đại sư phụ của sư phụ, thì tổ không phải chứ không phải nằm ở Thiên Long Sơn. Tổ là một cái khúc gỗ rất là quý hiếm ở Việt Nam của một hàng triệu phú người Việt, nó tính mang tổ về để mà giống như đặt ở trước cửa, cũng có hiểu tâm linh đó. Nhưng mà lúc tổ cho nó ba giấc mộng thứ nhất, tổ nói tổ muốn về Thiên Long Sơn đội chúng sanh, lúc đó nó cũng chả biết Thiên Long Sơn, nó cũng lờ. Cái mộng thứ hai, giấc mộng thứ ba, tổ lấy cái thằng hồn á, tổ bay về núi Thiên Long Sơn cho nó, chỉ cho nó biết Thiên Long Sơn ở đâu rồi cái gì. Thì trong cái giấc mộng đó, nó nhìn thấy cái núi Thiên Long Sơn mình không có phải là cỏ khô hay là chỉ có điện mẫu sơ sài hay điện Phật nhỏ hay là hội trường nhỏ vậy. Nó là một cái thành phố hàng triệu triệu chư thiên người, đường phố phong hoa rất là cực kỳ lộng lẫy. Trong cái giấc mơ của nó, từ đó cái ngày mà nó gọi sư phụ đi lên, nó tặng cái tượng gỗ. Sư phụ đem lúc đó nó mướn mấy tụi Mỹ móc foundation lên cỡ ngày đêm mà xe chót cái cẩu từ ổ lên tổ không lên. Rồi thế mấy thằng Mỹ nó give up, nó không có chịu làm nữa. Thì cái tối tổ mới nói sư phụ con phải lên trển thắng ta. Thì buổi sáng đó sư phụ lái lên Sacramento, sư phụ đi với 7 người Mỹ cầm cây nhang đi vòng vòng, đi 7 vòng xung quanh tổ.
thì lúc đó cái nó khen nó cẩu cái là lên được. Dạ. Câu chuyện nó thuộc kể hồi xưa rồi. Dạ. Thì từ đó mới bỏ lên xe tải 18 bánh á, chở tổ về. Dạ. Thì chở tổ về tới cổng thì không xe cái con đường hồi xưa nó không có được như bây giờ. Dạ. An toàn đâu, nó rất là chân trượt. Thì mấy thằng Mỹ nó để tổ ngay chỗ cái phát kinh chỗ chiếc tàu á. Từ đó đó mỗi lần ngồi thiền thì tổ với những gì ở trên núi á mới cho điển vô phụ cho cái lực để mà mình mang lên. Đi. Bên kia đâu có xe đâu, không chạy qua bên kia được rồi. Ông trời, ông thích nhìn nó nhẹ. Chắc có lẽ thôi. Chuyện đâu có gì đâu, mấy con đừng có đi ngoài đường của ta, lo không đi, không có đúng. Đi của mình thì mình đi. À. Nhiều chuyện. Thì đó là từ đó bên Đài Loan cũng có cái đạo rất là nổi tiếng trong lúc này. Dạ. Hình như nó tập trung nhiều triệu người theo á. Thì cũng là cho nhánh thiền tâm cũng cho ở thời kỳ Lâm Hoa này. Cái hội Lâm Hoa nó không phải là cho nước Việt đâu chị, mà nó cho toàn thế giới. Để anh nói cho bộ hả? Sư phụ, Trang nói bố mẹ với là ấy đang ở nhà, trên nhà trắng. Bây giờ cái sư phụ lên cũng vậy thôi, thì ở là cứ ở đó. Dạ. Sư phụ đang đi hai chuyến á, chắc cũng khoảng nửa tiếng chuyến nữa mới tới á, mới về được á. The next stop, where are we gonna stop at? Con mệt rồi hả? Rồi con trẻ mà mệt, muốn chi con già như sư phụ gần 60 tuổi sao con đi nổi? I ran a lot. Oh. Because I was in the very back. Really? Very back. Mm. The back. Yeah. Ở cỡ tuổi con á là sư phụ mỗi ngày gánh ít nhất là mười mấy cái nước á ở Việt Nam á. Yeah. Sư phụ gánh nước cho nhà xa bờ sông. Oh. Ở tuổi nó. I'm out of breath. Mấy đứa nước Mỹ là sướng như là đúng. Còn hoàng tử quá không? Dạ. Mình Việt Nam thì cái sự mà nói ra mấy con khóc hết. Dạ. Trời ơi, làm cực á mà đi mỗi lần đi về ăn á là cái bà cô Tư mình bà còn đang sống á. Dạ. Bà đứng mặt canh. Mà nói sao mày không về nhà ba mày mẹ. Dạ. Mình là em bà. Dạ. Còn đi về nhà ông chú á thì lại bị đuổi. Sao mày không đi về nhà mẹ ăn? Dạ. Cuối cùng vô hữu cứ đi lên đi xuống ăn khoai lang không? Dạ. Tại vì ổng đi lính của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Ổng là thiếu úy. Cái ông mượn cái tên của sư phụ để ông lãnh lương á. Yeah. Rồi cái đi vô trường học thì người ta cứ nói là mình là con của ông kia không. Yeah. Con thấy trèo ngoeo không? Là cái số ngộ vậy đó. Yeah. Từ rồi đói từ nhỏ luôn. Còn ba má sư phụ là đi vô rừng để cưa cây về làm gỗ á. Yeah. Mỗi lần đi là 3 tháng. Không bao giờ ở gần con á. Yeah. Đi mua gỗ về nhà để làm thợ mộc mà. Yeah. À, cho nên chuyện con cái là cái bà hiện cái tên đúng mà đang phải sát sanh. Ghê lắm. Ok, đi qua đây. Phim nữa. Có phim thì đâu á, lưu niệm chơi vậy. Yeah. I'm determined to put in a Tesla.
I change my mind, Jaden. Qua đây là đây có cái hồ, mình chụp cái hồ đi. Chụp đây cũng được. Chụp đây. Chụp đây chờ cũng được nhưng mà chụp đây đi. Bữa nào chú Bùi tổ chức đi cái đội thứ hai hả? Cái đó chỉ có con sư phụ rồi nữa. Mấy phụ nữ sư phụ có ra hành ti. Con đi đó. Từ rồi lúc này nước lạnh vô phổi cho nó nở phổi con dữ này lên chút lên núi uống. Con đi này nên uống nước cho nhiều quá để nó lọc cái dơ ra. Lúc này cái phổi mình nó làm việc mạnh đó, nó phút mấy cái allergy với mấy cái màng đàm đó ra. Đi này nó có ích lợi nhiều lắm. Nói cũng cần happy á, mình cho nó happy đi. Ba người á, bữa nay mình đủ bổn phận rồi. No, mỗi sáng á, ở nước Việt Nam này thế giới tập clip lên sư phụ là học cười hết vậy. Mỗi ngày sư phụ làm tới cái triệu người cười là dư á. Hình ảnh hay là thiệt cũng vậy đó anh. Con đi Việt Nam chỗ nào nó cũng làm nhà đổ xi măng. Giống như bãi biển Nha Trang hay là Phan Thiết đó, hồi xưa có người ta tự nhiên đẹp dễ sợ. Mai mốt trước khi mình đi chỗ cái bộ ngựa mà bằng đá đó, mình để cây cân, mọi đứa lên cân cái ghiền số vào cái điền vòng nãy giờ cũng cỡ năm mai cho ta,
cái quay về cái mình cân lại làm liền luôn vậy đó. Ừ, kiếm cái cân rồi sẵn cái gì cảnh đẹp quá trời lớn mát bóng mát nữa. Chuột trong cho tới ngày chủ nhật chuột đi bộ, ngày nào cũng ăn với ngồi nói chuyện không á, mà khi nói chuyện con dùng cái óc để mà suy nghĩ á, nó mau đói cứ ăn vô hoài. Bữa giờ lên 3 phao mà khi mình nói chuyện rồi rất là mệt, là không có chạy bộ được. Cho nên nhớ là tập thể thao hay là sức khỏe đó cần cũng vui nữa, độc sinh cũng cần vui, bỏ uống thuốc cũng cần vui, về trời cũng cần vui, gia đình hạnh phúc cũng cần vui, làm triệu phú cũng cần vui, còn mới make the right decision. Còn mà quậu quậu tối ngày make decision tập bậy, kiểu gì cũng cần vui. Ôi à. Ô, có thắng con nè. Snake. Snake. Snake, snake, snake. Snake. Đi vào vào vào. Đó mình sợ nhất nó con nhỏ. Nó không thấy gì nãy là đám chân như đây là có người đạp à. Đúng rồi. Kêu lên thi. Quay tắt quay mở, quay tắt quay mở, ghét cỡ tiếng máy thôi. Con đi lên trước đây, con coi những cái con sách con bắt. Cái gì? Cái này. Anh em của con á. Rồi chụp mô hình có cái hồ này nè. Vô. Rồi đi. Áo mai hả? Xích mai. Đi 6 cây số. Tốc độ mình đi 10 cây số, 10 mai hả? 10 mai số là 10. Trong 10 mai là 16 cây số. 10 mai thì 16 cây số. Ai mà đi bữa nay về cả tuần khỏi exercise. Ăn thoải mái luôn. Ăn lại nó cũng vậy, phải cử ăn.
4 mai là khoảng 6 cây 6 cây 6 rưỡi á, 6 cây 6 tươi á, tươi á. Trước khi mấy con mua Landstrong á, đi dòng này về thử máu lên đi. Giá nó rẻ hơn liền. Refer liền á. 60 tuổi còn bán không sư phụ? Bán chứ. Rất là mắc. Mấy con không có nên mua trong lúc này. Sư phụ mua cách đây mấy chục năm á. Bỏ 1 tháng mà tiền đóng Landstrong cho sư phụ á. Để bà lão mà sư phụ có cái gì ẹt á. Là sư phụ có gần 40 triệu luôn. Để mà lo mấy chuyện mà bị hai. Chứ ai đâu mà lo nổi cái hệ thống này. Cho nên cái mạng của sư phụ 170 thao cũng bán được 40-50 triệu. À, sư phụ có cái gì cái là có một số tiền để upgrade nữa, tiếp tục. Mua thì cũng thật sự không, mình chẳng cần gì. Gỡ mấy con đời vô thường, cần gì. Tại vì ngoài sư phụ ra những người khác, mấy đứa con không bao giờ có đủ khả năng để mà quyến xuyến được một cái hệ thống này. Yeah. Tiền proprietary của 500 acre mình thôi, một năm cũng cả 100,000 á. Yeah. Cái chùa mấy ông thầy tu cà dịch ở dưới, yeah, mỗi tháng, mỗi năm sư phụ cũng tốn cả 100,000 á. Tại vì nó phải bảo trì, yeah, rồi phải thuế đất, có đủ chuyện bảo hiểm nữa thôi. Không nhìn con hiểu. Nhà thôi với cái tiệm neo nhỏ xíu thôi mà con lo còn muốn sức chán luôn á. Dạ. Bữa nào ấy em cái về rụng rượu. Cho nên bây giờ mình mệt chưa? Không. Quá trời luôn. Xong đây biết chúng ta có bữa chúng ta là tiên, có bữa chúng ta là quỷ. Nhưng mà nếu mà tiên nhiều cộng lại á thì thành ra tiên luôn. Còn mà quỷ nhiều cộng mỗi ngày nào cũng quỷ hết thì thành ra bà điên luôn rồi đi xuống địa ngục luôn. Mà họ thiên á, trên thế giới từ lúc mà sư phụ tuân lệnh của cha đức thầy á, để nói ra cái đạo, để nói ra cái thời đại lạ lùng mình tận thế này, để nói ra những cái gì mà trong kinh điển không có, và để nói là ở trên trời á, cha là lớn nhất, cha là cha của tất cả nhân loại, tất cả những chúng sanh ở ngoài tam thiên đại thiên thế giới luôn. Mà kinh điển người ta nói cha là ông hoàng lý thích á, là sai. Chưa bao giờ có cuốn kinh nào mà nói có 36 ông trời. Sư phụ là người thông thiên, thường xuyên nói chuyện với bề trên, sư phụ học được những cái ở trên thì phụ nói lại. Kinh điển mà cũng do người sửa chứ do người viết lại theo cái ý của họ. Mỗi vị tổ họ có cái chút xíu cái ngã của họ đó, họ sửa là chút. Phật chỉ nói chuyện của Phật, Phật chỉ nói con nắm lá. Cho nên Phật tử thời nay thụ khó độ nhất là gì? Họ cứ chấp thấp với cao, họ cứ nói Thượng Đế thấp hơn Phật. Tất cả các vị Phật đều là con của cha hết. Cho nên khi chúng ta chọn thiên tâm á, là ở giữa, tất cả sau này sẽ nhập lại thành một mối đạo, đó là đạo thiên tâm. Sau này đức thầy thời gian không thầy bao lâu cùng với sư phụ sẽ lập lên những cái trường đại học của thiên tâm khắp toàn cầu này, dạy ra những nhà tài ba lỗi lạc. Cái người mà dở nhất á mà có làm chức tổng thống như Biden á cũng giữ cái ghế số 1 thôi. Ghế số 1 là chúng ta giữ đúng hết đúng không, chúng ta mới ngồi đây đúng không. Vậy mà Biden giữ đâu có được, ổng còn tham, ổng còn ăn hối lộ của Trung Cộng á, bị đút lót á. Còn nếu mà với ông Bác Trọng hay là mấy ông bộ chính trị của mình bển mà có giới số 1 đi thì làm gì quốc gia hơn chúng ta hôm nay không có điện trái, làm gì cửa hàng bến hành bây giờ điều hiếu. Bây giờ dân ở bển á, bữa hôm sư phụ nói là có cái bệnh á, bây giờ chết nằm liệt luôn á, nhiều người chết lắm, tự vì truyền thông nó giấu. Hey, sáng Mỹ Hạnh Minh Hiếu Xanh gọi sư phụ ơi, con muốn mua cái máy để mà mua cái lò để thiêu xác, tại vì ở chùa người ta không có tiền, người ta không có chịu thiêu giùm. Rồi giờ người ta cứ chất củi để trước cửa nhà đốt. Có những gia đình đốt 4 năm thân nhân ngay trước cửa nhà luôn, người ta nghèo mà. Rồi ông Mỹ Hạnh Minh Hiếu Xanh nó ấy, mấy con gọi về đi có không? Nó có chứng minh là nó là hành căn. Hành đến khi nào á mà mình đứng lên rời khỏi cái giường, Phật ơi cứu con, Minh Dương ơi
cứu con, chúng con khổ quá, đói quá, nhưng mà ngồi trên giường thấn không. Phật làm gì mà cứu nổi? Tại vì luật của trên trời với luật dưới đất mình á, là tất cả những quốc gia cũng vậy, cả Putin hôm nay thảm bại cũng vậy, hay là những cường quốc Mỹ này cũng vậy, cũng là vì dân. Ý dân là ý trời, ý trời là ý dân. Muốn cha giúp, muốn Phật giúp thì dân phải có cái ý của họ. Sư phụ xuống đây là vì ngày xưa cả nước Việt ngày nào cũng khấn cha, cha mới cho sư phụ đầu thai xuống đây. Còn nếu mà nước Việt thời xưa năm 1965 mà đừng có bom đạn ba miền đó, ngày nào đó, cả mấy chục triệu cái bàn tay khấn lên trời, trời ơi cứu con, bom đạn B-5 hãy bỏ ngoài Bắc, trời ơi cứu con, đàm già cán gáo nó bay tới rồi ở miền Nam và miền Trung á, thì thôi ba miền cả nước Việt khấn thì cha mới cho sư phụ vô nước Việt. Nếu không khấn sư phụ đâu ngồi đây đâu. Hôm nay mình có mấy đệ tử mới, mình nói 12 với lực thiên tâm thì nói chuyện tâm tùm lum la bữa giờ nhiều để cho mấy đệ tử mới biết. Tâm nò cũng làm biến cái chuyện đó. Không nói không biết mình làm gì ta. Hát hả? Ủa, nào lấy cái lò ra. Ê, hai đệ tử mới Thiên Alan với Thiên gì không? Milan. Milan nó tên Việt Nam đi, dễ hiểu. Thắng. Thắng là ốm hả? Thiên dạ, ốm. Dạ, Alan. Alan tiếng Việt. Không, tiếng Việt hả? Bộ tiếng Việt hả? Không bao giờ gọi tiếng Việt, không biết tiếng Việt không? Cần. Cần. Dạ, cần. Thiên Cần. Thiên Cần, Thiên Thắng đi cho dễ. Để vô nói mày hay với lực để nó hiểu, chứ không phải vô Thiên Tâm mà cứ ngồi bơi mày về trời được đâu con. Kêu kêu Trinh á xách cái lò ra đi. Trong cái trong cái phòng. Ok, đứa nào đi vô trong đó xách cái lò ra. Mười hai với lực của Thiên Tâm đại số chúng ta biết. Biết mà cái ý là mình biết. Mà không thực hành thì cũng như không. À, cho nên sư phụ nhắc lại. Tại sư phụ có điển mà nhắc nghe mấy con nhớ dài hơn. Bên Việt Nam sắp sửa biến đổi lớn á, à, bị hành căng nghiếc thì chịu không nổi à, thế nào cũng biến đổi lớn. Này mấy mốt mình nói thay á, dọn cái khu này á, hay để cái này mình cũng ngồi không được, cái để cái băng đá hay là thì ngay góc giữa là ngồi nó cũng mệt. Thưa sư phụ, hồi nãy con ngồi thiền đó sư phụ, con thấy sư phụ cái mặc cái áo màu vàng, tay sư phụ rồng, cái mặt sư phụ ở đây, nhưng mà cái cổ sư phụ là vảy rồng á sư phụ, mà trong cái người của sư phụ là màu nhiều lắm, sáng tỏ hết cái người của sư phụ luôn. Con ngồi ở đông đó đó, con thẳng lại sư phụ, con thấy sư phụ vậy á sư phụ. Sẵn đã thử nói rồng rồng. Thật sự trên thế gian này người ta nói hoàng long. Hoàng long là những người ta tái sanh thành vua này vua nọ, gọi là hoàng long. Sư phụ là vua nhiều kiếp bên nước Tàu. Thì cái đó là danh từ cao cao thượng nhất, cao siêu nhất, dũng mãnh, can đảm nhất. Người ta gọi là rồng rồi phải không, là vua đó. Chứ thật sự sư phụ là thiên tử trên trời. Nhưng mà khi đầu thai xuống đây á thì người ta không còn cái danh từ nào cao hơn, người ta gọi là hoàng long. Thì khi hội Việt Nam những cái người mà nhập đồng Leo á, chào ông rồng vàng, chào ông rồng vàng, à, thể dụ là hoàng long, rồng vàng mà, nhưng mà vàng rồng vàng của thế gian, chứ còn xuất thế gian trên trời á, chứ hội là một vị gì vậy đó, nó khác. Chứ thế hội đâu phải là cốc rồng giống như những đứa cốc rồng đâu các bạn. Mà khi mà ai mà có cảm ứng cái gì á thì sư phụ sẽ hiện
lên cái đó. Người nào mà về cảm ứng giống như ban đêm mấy con kêu tên sư phụ á, cảm ứng về dũng mãnh á, sư phụ sẽ hiện lên rồng chắc. Chứ sư phụ là con của cha, là con của cha. Rồng là chỉ những người thường mới là rồng. Mình đâu có ca hát gì, họ nói chuyện chơi vui hơn. Ở đây có ai chưa biết 12 giới lực của thiên tâm mà giơ tay lên? Có ai chưa biết? Tức biết hết rồi hả? Chưa biết hả? Về gán đọc nha. Đây mà giảng 12 giới lực cầu 3 tiếng luôn á. Ở trên mạng thiếu gì, trong cuốn kinh cũng có 12 giới lực của thiên tâm. Còn mấy đệ tử này là phải biết hết. Mình đi quân đội, những cái căn bản gì đó là vô họ thiên là giống như vô quân đội, phải không? Được cái vé, cái passport về trời đâu phải dễ. Mấy tỷ phú ngoài kia, sư phụ trong mắt sư phụ là trước khi mùa Covid-19 á, bây giờ nó thành vong linh, nó bay đầy hết. Mỗi lần mà mình ăn uống hay mình cúng gì đó, nó ở ngoài, ngoài cái sân góp á, nó không có vô được cái núi thiên mình. Ở ngoài là toàn là tỷ phú không, đi là bỏ lại. Ở Mỹ này những cái người mà giàu có hàng trăm triệu tỷ luôn nữa mà không có người thừa hưởng á, không biết chết là tiền ai lấy không. Một năm chính phủ Mỹ á, nó lấy mấy nghìn tỷ á, gọi là tụi state nó tới nó lấy trước, tụi federal. Rồi mỗi một cái xác mà chết á, là nó lấy phần nửa tài sản, giàu cho có gì chút cũng lấy phần nửa tài sản đóng thuế, gọi là death tax, tức là người chết cũng bị đóng thuế. Thí dụ như con có 1 triệu đô, con nè, Thiên Hải nè, mà con chết là đứa con của con chỉ hưởng được có 500.000 thôi, là chính phủ Mỹ nó đóng, tức là mình sống mình đóng thuế, chết mình cũng đóng thuế. Đó là luật ở Mỹ. Ý mình nói là mấy thằng tỷ phú mà keo kiệt á, chúng nó sống nó không có làm từ thiện, không làm gì để đời hết. Bây giờ nó chết á, nó thèm cái bánh pizza, bịch chip cũng không ai cho nó ăn nữa. Nó đâu có quyền vô Costco hay là vô Lucky Safeway để mà nó muốn ăn nặng. Tại vì mỗi một cái address á, một cái địa điểm, địa chỉ á, là có một ông thổ địa canh rồi. Không phải mình muốn vô mình ăn cắp đồ là dễ. Làm người sống á, ăn cắp đồ còn dễ hơn người chết. Tại vì mấy anh sọt kêu đi nhiều lúc nó còn hững hờ không, còn bên kia mấy ông thổ địa là thần thông mà. Mày không có đi vô được nghe. Bên kia mất tự do, ở bên đây con có tự do 10, qua bên kia con còn có 2-3. Con chỉ được có 1 cái là không có xài tiền. Thì nhiều lúc mình đi ké máy bay free phải không, tại mình núp cái sau đuôi á, cái hồn mà đâu có tốn vé máy bay. Con đi từ Việt Nam qua Mỹ nhưng mà đi xa cũng không được, tại đi xa quá gặp mấy ông thần của bên Mỹ á, hay vụ đi đâu mày đâu có được ganh phạm gì của mày không có được đi qua Mỹ. Ô tôi thích vô Thiên Long Sơn, không được, mấy ông đâu có cho. Còn cái ông hồi nãy đâu rồi, ông đó kìa, còn Việt Nam chỉ cần tốn như 700 đô 1.000 đô là giờ ngồi đây rồi đúng không. Cho nên làm người á có tự do nhiều hơn là ma. Làm ma tuy là mua không có cần mua vé máy bay, nhưng mà thật sự đi đứng không có dễ. Không có cần qua cổng hải quan của phi trường Sân Phan mà mấy ông thần của Mỹ cũng không có cho vô. Tại sao chú phụ nói thiệt không ai giỡn mấy con. Mỗi lần mà mấy hồi xưa những cái năm đầu mười mấy năm trước mấy ông thần của mình là những vị cũng giống như quan chức bên cõi kia, ông Trận Đạo nè, mà Nguyễn ông Trực mấy vị này qua bên Mỹ là đầu tiên là chú phụ phải xin phép ông thổ địa. Hôm nay có mấy vị ở Việt Nam qua thăm tôi, mong ngài thông cảm rồi này nọ. Mình phải nói vậy chứ. Là lúc đầu tôi cũng có biết cái mấy vị này mới dạy là Thái tử ngài phải xin ông thổ địa trước, tức là ở cái local có quyền hành hơn. Giống như đây cũng vậy, làm gì là ông chân thần mình là number one. Tôi nói chuyện mấy vị thì tôi biết.
nó có công ty trật tự, không phải qua bển ai muốn đi đâu làm gì làm, không có, không còn tự do nữa. Cho nên khi mình sống á, mình còn mắt thấy, miệng còn đọc được chữ, tuy là mình đau đớn, người đau lưng hay là bệnh tật đầy mình đi, còn bò vô được cái phòng Phật, cầm được cuốn kinh thì cứ gán đọc. Cái đó là cái vé máy bay an toàn nhất để khi để chúng ta về với cha mẹ. Một ngày còn hơi thở là một ngày quan trọng, quay đầu. Còn nếu không á, khi mà mình đi rồi á, mình không có biết cái đường hướng mình về đâu, mình không có biết mình là họ Thiên, mình không có họ Thiên, mình không có biết cha mình là ai, thì qua cõi vô vi á, mình cứ kêu cứu, không ai tới giúp mình. Thì lúc đó cụ Quyền á, họ sẽ hiện về. Cụ Quyền mà lại, cụ Quyền toàn là ma không, ông bà mình đâu phải ai cũng là người tu đâu con. Họ cũng lẩn quẩn, họ cũng là cô hồn các đảng. Tao là ông nội, ông cố, ông sợ, ông cố tổ của mày, cố gì đó, là cô hồn các đảng. Mày cũng phải làm các đảng cháu của tao, kéo luôn, kéo cháu mà làm cô hồn các đảng luôn. Thì một đại family cô hồn các đảng, mình có muốn vậy không? À không đó không. Tại vì họ cũng là người có duyên với mình ở cái xác phàm, chứ họ đâu phải là cha mẹ ruột của mình đâu. Cha mẹ ruột mình trên kia. Tại vì chúng ta hư đốt, chúng ta mới đi theo cha mẹ ghẻ là cha mẹ Trần. À, cha mẹ ghẻ. Tại vì cha mẹ Trần á, nhiều lúc cũng có ân oán, có nghiệp với mình, thì mới làm cha mẹ mình. Có những đứa, những người cha mẹ sanh con ra không có thương con, à, tại vì có cái nghiệp họ đối nghịch lại đó. Đâu phải cha mẹ nào cũng thương con đâu. Ngược lại, có những đứa con bất hiếu cha mẹ cũng có, à, tức là mình chỉ trả nghiệp lẫn nhau. Mà mình vô tình mình không có biết, mình cho đó là thật, mình cho cha mẹ Trần là thật, rồi mình cho cái cõi Trần này thật, thì từ đó chúng ta sẽ đi thành cu hồn thật luôn. À, còn chúng ta mà muốn đi về trời á, là mình phải biết cha mẹ Trần là tạm, cõi Trần là tạm. Nơi đây chúng ta chỉ học để cho sanh ra trí tuệ, cái thần hồn chúng ta khôn hơn, để chúng ta về với cha mẹ chúng ta, đó là cha mẹ trời. Nó mới gọi là vĩnh cửu. Bất cứ trong kinh của Công giáo hay trong kinh của Phật giáo, không có kinh nào mà lại nói xác phàm là vĩnh cửu, đúng không? Chỉ là nói là linh hồn là vĩnh cửu bất diệt, linh hồn là bất tử, đúng không? Đâu có ai nói là cái xác bất tử đâu. À, rồi chúng ta cứ sống lăn lộn 5 năm, 10 năm, 50 năm, chúng ta cứ nghĩ cái thế gian này là thiệt, nhưng mà nó là mộng, mà chúng ta cứ chấp vào nó, rồi chúng ta cứ không có ngông cuồng, tự đại, chúng ta không có đi đúng đường, có nghĩa là không có một thiện chí thức, không có một cái nơi chúng ta có nghĩ là đạo Phật, đạo ông bà, rồi chúng ta cứ lâu lâu cái vô chùa cái chúng ta nghĩ là đủ rồi đó, không phải đủ. Những đứa con họ Thiên trên thế giới mấy chục triệu người, cộng với họ Thiên khắp hải ngoại rất là đông. Từ ngày vũ kiệt này, Thiên Tấn Kiệt này nói về đạo này, nói lên những cái gì cần phải nói, đó là lịnh hội đồng chư Phật biểu phải nói, để đưa cái dấu hiệu thiên tâm, đưa cái đạo này ra đời, để mà kịp lúc cứu độ chúng sanh. Cái thời sàng lọc này rất là quan trọng. Thì những người hữu duyên á, nói con đây là đa số hữu duyên, trước mắt mình thấy đời sống mình có khác không, sống vui hơn đúng không, và biết cái đường đi của mình đúng không. Vậy tại sao cả trăm năm nay mấy ông thầy quốc danh Việt Nam á, có mấy chục triệu Phật tử mà với cả triệu mấy ông thầy đó, tại sao không làm được đi, không làm khác hơn đi, mà để càng ngày á, để mà lấy đạo mạo đời, để làm hư một dân tộc. Cái bộ không có phải là nói để mà mình đụng chạm tới ai,
Phụ đau lòng gì cứu họ không được. Hư một dân tộc, họ chỉ ngu ngủ thôi, ầu ơ dí dầu thôi. Rồi cuối cùng những cái Phật tử cứ không tin là có Thượng Đế, rồi cứ xuyên tạc cha mẹ, xuyên tạc Đức Thầy nữa. Mấy ông này nói Đức Thầy là mượn đạo, đạo Phật này nọ. Đức Thầy là Phật Di Lạc sao mượn? Cha mẹ mình là thiệt. Tất cả trái đất này hôm nay mình đến ngày tận thế là cũng vì do ma quỷ ngày xưa nó hâm Phật mà. Bữa nay đến nào mà đi sáu mai á, quay phim nó mai mốt á, người ta làm document tài liệu thế giới. Hello Hải, mày tới hả? Ăn gì chưa? Vẫn vậy thôi hả? Trời ơi, này mời nó đây. Hay còn hai cái bánh thì hụ đi hai kinh còn dư nè. Ăn đi. Hay ta. Ta tử này giỏi thiệt nha. Hả? Ờ thấy lên này lên trễ. Sao chưa vô kỹ? Lâu quá không gặp. Thôi, bữa nay mày trúng Bitcoin thôi. 10 năm trước mày rủ tao mở Bitcoin, Thiên Tâm Bitcoin. Tao nói sau này tiền ảo này sẽ bị biến mất trên thế giới. Thấy tao nói trúng không? Trúng. Này nó không có tin gì đoan. Nó chỉ tin Bitcoin với đo lợ thôi. Thì giờ thương vụ đang nói chuyện Bitcoin với đo lợ nó. Thụ mở ra cái Bitcoin ở đây nè. Thụ có quyền mở một cái công ty Bitcoin. Nói sao này cái đó là ảo. Bây giờ bữa có thằng Mập á, thằng gì á, nó gạt ta biết nhiêu tỷ á. Cho nên những cái gì á, thụ nói là trúng hết á, có. Chỉ là ta không chú ý thôi. Mấy cái đó sau này cũng không có sử dụng được. Đó là vua Bitcoin á, đứng đó. Không bỏ lên đấy, mấy gì hụ nói chuyện chút tối huệ có chuyện khác giờ mấy giờ đụng chạm quá nghe. Thất tướng nhiều chuyện lắm. Thất tướng là núi cấm rồi là Thất Sơn. Dân Thất Sơn đứng lên á, khi đứa ở Đức Thầy mà từ núi Thất Sơn đứng lên á thì cũng là thất tướng vậy. Thì đó là nó là vậy. Tại Đức Thầy từ ở vùng núi cấm Thất Sơn đúng không? Đức Thầy mà xuất hiện cái là cả nước Việt chấn động đúng không? Người miền Bắc họ không có chi cứu, không hiểu về sấm cơ, miền Trung không sấm cơ. Nhưng mà Đức Thầy xuất hiện, một vị Phật xuất hiện là lỗi lạc. Chứ phụ là đệ tử thôi mà vậy thôi mà cũng cả thế giới cũng là ít nhiều cũng có số người thương như phụ không? Phú Hồ Di á, sư tổ của mấy con ngồi ngoài đó, cái ổng là cục đá ngồi đó đó. Nhưng mà ổng đâu phải là đá. Ổng mà xuất hiện một cái thôi, Bắc Trung Nam Quảng Hồ. Ô thiệt á. Bây giờ họ cho Đức Thầy là ảo ở ngoài Bắc. Tôi giết không lâu rồi. Phật sao giết được? Không bao giờ giết được Phật nghe. Đó là cái lầm nhất của con người vô minh nó vậy. Một điều đơn giản nhất, kinh sám hay là những lời của những vị gọi là những bậc thời
thượng căn thiện chí thức, như kiểu như Đức Thầy á, mà viết ra một đống kinh điển mà lại không có chuyện xảy ra thì con nghĩ như thế nào? Nội ông Notre Dame với ông và Venga giỡn vậy á, mà cũng nói gì cũng trúng. Ủa hồi vậy Đức Thầy viết 6 quyển kinh mà không lẽ sư phụ ông xuất hiện, Đức Thầy cũng xuất hiện nữa, thì có phải là thành tiểu thuyết hả? Ô, tiểu thuyết là để Kim Dung viết tiểu thuyết hoặc là Duyên Anh đâu không? Đức Thầy đâu phải là nhà viết tiểu thuyết. Mấy con chỉ nắm cái đó thôi là mấy con phải có lòng tin thiên tâm mình rồi. Thiên tâm là do Đức Thầy nói ra, tuân lệnh của cha. Ở ngoài kia đó là Tế Công Hòa Thượng, cũng là Hội Long Hoa, tổ ở trên trời, Phật Di Lặc tay phải, Tế Công Hòa Thượng tay trái của Thượng Đế, hai bên sư phụ là con, cùng với Đức Thầy nhảy dù xuống đây. Thì ở bên Đài Loan á, Tế Công Hòa Thượng lập ra cái đạo gọi là chuồng giúp gì đó, cũng là cho Hội Long Hoa. Nếu vậy á, Việt Nam mình có sắm cơ miền Tây cái đạo Hòa Hảo, tại sao nó cùng đi mục đích chung là Hội Long Hoa với cái đạo bên Đài Loan? Để nhiều cái câu hỏi đi, đúng không? Rồi chưa tính nữa, hồi xưa lúc đầu thuộc cũng là như mấy con thôi, vô tư lắm, chả biết gì, giống như đứa nít bình thường mà. Ngày mà sư phụ tính đi tu á, thì lần đầu tiên á, thì lúc đó sư phụ mới biết à, xung quanh mình có 6 vị sư phụ. Thì Hòa Thượng Tế Công á, là người dạy sư phụ một số. Lúc con Trang bằng nhỏ mặc áo hồi nãy phùng phùng mà vàng vàng nó đồ ta, mới đây Trang á, Trang eo ê á, à, nhỏ đó nó đi tu tập theo cái đạo dùng dút gì đó, thì nó lên đây không có biết là cái đạo này là đạo gì nữa, mà tại vì họ tu và đọc tiếng Tạo mà tiếng Đài Loan họ giàu lắm nha. Rồi sư phụ mới ngồi, mà tự vì họ cũng thờ Hòa Thượng Tế Công, mình á thì mình nói chuyện với Hòa Thượng Tế Công thường xuyên, là sư phụ của sư phụ mà, thì mình phải hỏi sư phụ ấy cái đạo này là sao. Thì lúc đó Hòa Thượng mới Tế Công mới xác nhận đó là một cái nhánh đạo của Thiên Tâm, Thiên Tâm mình nè, của cái thời Hội Long Hoa thời này của Phật Di Lặc là một nhánh. Thì từ đó sư phụ mới nói nó là chánh đạo. Sau này sư phụ có cái suy nghĩ đạo Hòa Hảo là miền Nam nước Việt, bên Đài Loan có cái đạo của cái thời tận thế này là đạo đó, thì nước Việt Nam với nước Đài Loan sau này có thể là thân thiết với nhau. Tại vì bên kia họ cũng tuy là khác thứ tiếng, khác cách tu tập, nhưng mà cái giống như hai con đường đi như nè, nó cũng sẽ đến với một mục đích là chờ Phật Di Lặc ra đời, chờ Đức Thầy ra đời là Hội Long Hoa. Còn cái thiên tâm của mình là gốc luôn, ngay giữa luôn, cũng đi xuống đây luôn, sẽ trôi một cái địa điểm. Chứ nó không phải một quốc gia của nước Việt không đâu con, đâu phải chỉ có Hòa Hảo đâu, chỉ có miền Trung với miền Bắc họ là người cùng một nước với mình, nhưng mà họ không có hiểu là sao. Vì cái thể chế tam vô thần, họ không có tin thần linh, cộng sản không tin thần linh. Không tin, họ không chiến đấu cho tổ quốc, họ cũng không có coi là có gia đình. Họ chỉ có Các Mác với Lenin với cái búa liềm. Búa là đắp đau, liềm là cắt cổ. Nó có... Bữa này cũng là đụng chạm á, lỡ nói là chạm cho chạm luôn. Đó là vị sư phụ trong cái vô vi của sư phụ. Nghe là thiệt chứ không phải là vô vi nha con. Thứ hai là tổ đứng đó, tổ dạy cho phụ nhiều, tổ biểu cho phụ vẽ cái chữ khổ á. Rồi đó là thấy ai mà vẽ chữ khổ á là ta sẽ theo độ, là tổ mình á nó đứng đó. Rồi cái sau đó sư phụ cũng chẳng có biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông á là cũng là sư phụ nữa. Cái con là ông hiện về, ông dạy cho phụ mớ. Ở xuống trần sư phụ có nhiều sư phụ lắm đó,
Ngày xa Phật Thích Ca là dĩ nhiên trong mơ về trời là đạp xuống một cái là không xong không về, trong 513 câu là Phật Thích Ca phải không? Phật Di Lạc là con biết rồi đó. Tới Huyền Đức Thầy. Đức Thầy là người dạy nhiều nhất, cho nên chùa có 6 sư phụ. Mà con nên nhớ Hòa Thượng Đức Công là tất cả những vị mà đắc chứng A-la-hán là Ngài cai quản hết. Ngài là một vị Phật mà Ngài uống rượu, ăn thịt bồ câu là con bồ câu nó giảng sanh mà. Thì những vị, tất cả những vị ở đây nè, cả những vị này sư phụ cũng thường tiếp xúc à, những vị nào có tượng là sư phụ có từng tiếp xúc, sư phụ mới đặt tượng nha trên núi mình. Nhưng mà những vị đó là đang lo cho nước Việt, hồn thiên sông núi nước Việt mình. Thì mấy bà chị thì con mới lên núi này á, lúc nào mấy con cũng sẽ được vị này hay vị kia hợp với vị nào thì vị đó cũng độ mình, không vị này cũng vị kia, các ngài lúc nào cũng đầy trên sân này đa số. Chỉ có núi Thiên Long Sơn mới có cái diễm phúc đó, có phước lớn đó, còn những núi khác thì không hiểu à nghe. Nghe phải trời, dạ. Chuyện này nhiều người hỏi quá, lần nào cũng giải thích. Hồi nãy giờ sư phụ ăn rồi uống nước nhiều ra sư phụ đi. Mà sư phụ nói vậy á, để cho người Việt Nam mình hiểu là đạo Phật từ Ấn Độ truyền qua nước Việt trước nha. Cái thằng Tập Chấn Bình á, là nó là người Kim, người nhà Thanh, người mà kiểu ấy á, nó chuyên môn mà đi ăn hiếp người ta, xâm lấn. Rồi nó lấy phong tục của người Việt Nam, nó lấy những cái hay của Việt Nam. Giống như vua Thần Nông là vua lập cái nước Việt à, rồi những cái phong tục tát nữa là của người Việt. Nó vừa chiếm đất của người Việt, rồi vừa đi ăn cắp văn hóa của người Việt. Đó là Tập Cận Bình. Mấy con thấy tức cười không? Thấy cao đồ bác có tội nghiệp. Mày sư phụ lại cười. Tại sao? Đốt cây nhang nãy giờ trước khi đi phụ đi rest mỏng cũng đốt từ đây tới đó về mới có tới đó. Nãy giờ nhiêu rồi 20 phút mà bố như tượng đâu có nhiêu đâu. Rồi chào ngài giữ gìn sức khỏe nha mấy đệ tử. Rồi chào. Lên núi qua Mỹ mà ghép. Giống Việt Nam giống Sài Gòn quá. Đây á, nhiều lúc nó chợt á, tại cái đôi dép nó đâu đá mình không mà sư phụ sợ mấy người mang dép mà té á. Ghe đốt nhang dùm cao đầu đi chứ ông đốt tới đó. Rồi mới có tới Xích Long mà. Rồi dẫn chơi là còn cứ ngồi. Đó là qua Bạch Long. Đó qua ông thần Tài đúng không? Cục đá. Rồi bắt đầu mới tới ông Sơn Thần nữa. Bắt đi rồi xong bắt lại bắt đọc mấy cái bản, đứng lại đọc mấy cái bản viết. Yeah. Tấn khỏe không Tấn? À, lên nào bây giờ mới gặp mặt kìa. Chùa thấy ông Trung ở dưới chùa phải không? Ừ. Cũng là đại tử mình á, mà sao chạy theo ông này Richard Moche không biết mà thấy ở dưới chùa á. Mà lên đây ngang quá giờ không gặp. Mà lớn tuổi kiểu này, đi xe lăn kiểu này mà còn ngồi đây, ngồi
cái mình so sánh lại Mỹ á, mà nằm trong nơi sinh hôm á, từ sáng tới chiều á, cả quanh năm suốt tháng chẳng có mạng nào tới thăm á, đừng nói gì đi ra thấy mặt trời nghe con, bữa này gặp Phật không mà không Phật tương lai nữa nè, mình thấy có phước hơn là Mỹ mà nằm trong nơi sinh hôm không, à, phước nhiều. Tử này thì còn lâu, lúc xưa á thì đẩy ông chồng lên nghe cho phụ giảng nói chuyện đồ, bữa nay ổng đi về rồi, giờ là tử bữa nay yêu đời lên đúng không, nhuộm tóc đỏ rồi lên nữa, đây nè, đây đây ngồi đây rồi xưa mỗi chút chút về cũng nhắc sư phụ ơi ổng đi rồi đi đi, bữa giờ còn nhớ không, nhớ trong tim á. Mỗi người nhờ như vậy đó, đệ tử mới lên núi nhiều, rồi mới có thời giờ spend time với cha, với mẹ, với họ thiên đồ. Thì là cái đường này á, là đường sáng hơn. Còn nếu mà ổng còn, tối ngày cứ đẩy xe lăn như là đút ăn không à, gánh đâu mà ngồi đọc cuốn kinh. Nên cái gì nó cũng có cái duyên, cái lên hết duyên là nó hết. Khi mình mất một cái gì, mình đừng có tiếc, nó sẽ có một cái gì khác sẽ đến. Cái cửa nó đóng thì nó sẽ có cửa khác mở, mình cứ tin vậy đi. Hả? À, ông nằm ở đâu? Dở nón ra coi con ma nậu nó có vàng lên núi không? Dễ gì dạ, tại vì mấy con ma nó cũng biết thiên long sơn mà không có được lên. Đại tử nào ốc heo á, nhiều khi nó chui vô bóp hay chui vô lỗ tai, nó sợ nắng với sợ mấy vị thần thấy á, nó núp lên, nó lên núi nè. Thấy là tử tươi cười, mặt mày hồng hào là biết tu tập tinh tấn rồi. Còn đứa nào á, giống như đại tử mà đội nón trắng á, mặt tái mét là biết gây lộn tối ngày với Mr. Tem rồi. À, đứa nào mà gây lộn tối ngày với thằng chồng của chú nhìn cũng biết nữa. À, ổng đâu ta? Đứa nào mà gây lộn tối ngày nó chú nhìn biết liền. Mặt tái lại giận quá nó xanh luôn á, còn đứa nào đọc kinh là mặt hồng hào là dù cũng biết luôn. Nay cái đệ tử đó mặc đồ vậy mà đi 10 cây số con đứng lên cái bộ đồ không có là nhờ gì mà đi được 10 cây số không? Không mà nghe là nếu mà bình thường đi một mình nó bảo đảm cho không bao giờ tin con đi nổi một vòng hồi sáng giờ đúng không? À, đi nhờ có gì phải không, nhờ có cái lực à, là cái gọi là trong gọi là bát chánh đạo chánh tinh tấn mình đi theo cộng lực. Đi về trời cũng là vậy. Chúng ta đi lẻ loi á, rất là khó. Mà khi đọc kinh chung hay là có một cái nhóm có anh em huynh đệ tỷ muội tu chung thì là mình dễ thăng tiến. Bởi vì bây giờ đến nào về nhà mà mở online ra rủ 3-4 người trong nhóm họ xuyên cùng ngày cùng giờ á, mở computer FaceTime cái gì đó đọc kinh chung cùng một lúc thì là cũng là tốt á. Như kiểu ông Trinh giờ đang làm á, mà đứa nào mà cũng làm vậy á để cho mình khỏi phải lười biếng không, mình bận á thì thời giờ mình có thể đẩy qua đẩy làm này làm kia giờ khác, giờ đọc kinh với anh chị em mình á là mình gán đọc thì cái đó cũng là tăng công đức nhiều. Để tặng đây.
để đây cũng được, này để đây đi. Này cho mát. Không là movie star cũng là single star. Thiệt á, là tài tử á. Rất là đẹp, siêu đẹp. Bữa hôm sau có cái hình mới. Bây giờ là cũng còn á không? Còn nét, bởi vì mấy cô tiên xuống trần đó, khác hơn người phàm. Cốc tiên làm rớt ly ngọc ngà rồi xuống đây. Nhiều lúc ngộ lắm, mình thấy như vậy. Cái ngày mai mà có ẹt á, cái trở về gặp sư phụ á, trời ơi, một cô gái 20 tuổi cực kỳ đẹp. Tại vì má con Trinh đã vậy rồi, hồi xưa có cái ông Thiên Ánh nữa, rồi thêm cái ông bác ở trên này nữa. Đang lúc mà mắt phàm mình nhìn thấy là vậy, già vậy, vô nhà thương vậy. Ngày mai chết á, thằng hồn trẻ lại là gấp, ví dụ như 70 tuổi, 80 tuổi. Chết là chỉ còn 20, mười mấy à. Giống như bữa bà chị dâu, bà chị Trang chết á, trời bà trở về bà đẹp cực kỳ, như nít vậy đó. Mấy chấm như là sư phụ. Đâu, đó coi. Thấy không, thấy không? Tài tử. Không, giống như tài tử Hồng Kông dễ sợ mấy con chuyện coi đi. Ở tiên. Đầu tiên. Em mượn. Là tử Hồng Kông. Con ở xa tới lo lo lên đây ngồi gần nói chuyện nè, xia đồ lên. Ngồi ghế đó đi. Rồi, sợ nắng không? Ở trong này nè, có cái nón không? Đội rồi, trẻ được nhiều may mắn. Thì cái phước của đệ tử, đệ tử có khuôn mặt phúc hầu hiền á, thì khi mình xuống á, cái kiếp đầu tiên mình xuống trần á, mình cũng vẫn còn hưởng cái phước trời nha, mình không có thua. Nhưng mà có những giống như những đứa movie star singer của Việt Nam đó, thì nó được hưởng cái phước đầu tiên thì tướng model rồi đẹp rồi, nhưng mà nó mà đi sai đường, nó ham làm bậy bạ, nó đi xuống xuống nữa, xuống nữa là nghèo bệnh nữa, xấu nữa. Thì bây giờ giống như xuống đầu tiên được 9 nút, cái kiếp thứ nhì chỉ còn là có 5 nút, kiếp thứ ba còn lại 3 nút, kiếp thứ tư quẹo hoặc không nút. Tại vì mỗi một lần mình không có biết tu á, mình đi mình bị xuống cấp. Mỗi một đời của mình á, rất là lẹ. Tạo phước thì mình rất là hiếm, mà tạo tội thì mỗi ngày, không có tin không? Có những người người ta không có hiểu về luật nhân quả, người ta cứ đi ăn nhà hàng tạo quả, lựa đồ tươi không mà. Là con nghĩ là tạo nghiệp không? Đừng có nghĩ là mình không có ăn gạt ai mà mình không có tội. Con đi vô cái nhà hàng mà con ăn con cua sống đi, con chỉ là tôi muốn con này đi, là đã là tự mình bị nghiệp rồi. Hiểu không? Tôi muốn con cá này nè. Cá cua kiểu Alaska hay là cua Úc gì đó đại khác là bị tội liền. Bây giờ con thấy mấy nhà hàng tạo chứ, nó bán những con tôm một đống trứng mà mấy người giàu lại thích ăn cái đó. Con nghĩ con ăn một con, thà ăn một con lớp tờ bự khổng lồ một cái mạng, ok ngày mai tao sám hối cho mày, cũng là tội đó. Nhưng mà nó còn nhẹ hơn là ăn một cái con đó hả, cả 100.000 con cho mày chết luôn.
đừng có tưởng là mình không có phạm với ai là không có tội. Nói chung là chúng ta sống mỗi ngày đều phạm tội. Cả hôm nay các con họ Thiên cũng đang có phạm tội mỗi ngày. Nhưng mà nhờ là mỗi ngày mình đọc kinh với mình lại 36 lại á, thì dĩ nhiên nó có in and out, tiền mà ra vô. Mà cái số tiền mà mấy con thu nhập được mà mỗi lần đọc kinh á, mình nói là tiền này công đức đi, nó nhiều hơn. Tại mình lại sám hối dữ lắm. Trời ơi. Ba nói cho ba ngồi gần để ba nghe. Thì khi mình lại sám hối á, mình xả rất là nhiều nghiệp. Hồi hôm qua thường có nói về chuyện công đức mà mình tính bằng số tiền á, cho dễ tính á. Ở dưới thế gian mình khổ chừng nào, khổ tu chừng nào, mình nhịn nhục chừng nào, mình làm từ thiện nhiều chừng nào, thì cái công đức của mình nó càng lớn. Ví dụ mình lên tới hàng tỷ đi, thì khi mình về trời đó là mình ở tầng cao hơn, và cái công đức đó nó sẽ last long ở trên hơn. Và khi mình có những người về trời làm biến tu á, thì từ từ cái 1 tỷ đô mà của kiếp này mình thu hoạch được á, thì nó sẽ vần vần nó vơi xuống, thì 500.000 năm sau mình lọt trở lại trái đất nữa. Tại sao lọt? Có nhiều người nói ồ tôi có 1 tỷ tôi về trời tôi phải tăng lên. Ở trên đâu phải như nhà băng đâu. Nó chỉ có xài hết không à, chứ nó không có tăng lên. Là tại sao? Nó có tăng lên, nhưng mà tự vì chúng ta ở trên đó chư thiên á, làm biến tu, thì từ đó những cái công đức nó sẽ rớt xuống, và từ từ á, chúng ta sẽ lọt xuống trái đất này lại. Nào rớt xuống đây. Phố nào? Mì phía lần này được mấy lần rồi? Dạ. Lần này nhiều không? Lần này mấy lần rồi? Dạ. Lần thứ nhất hả? Lần mấy lần rồi? Lên núi được mấy lần rồi? Dạ, với lần thứ nhì. Nhì hả? Dạ, lần thứ nhất không biết thầy. À, bữa nay biết thầy, rồi mới ngồi gần nói. Tôi nghe không có rõ. À, về nhà đó kiếm cái có được à, có nghe, mở điện thoại ra nghe tốt nha. Ở Việt Nam đang vậy không? Chịu khó lại này. Hồi xưa nhìn cái tướng này á, cũng là một thời quanh liệt có nghe. Hồi xưa làm gì lôi hổ không hay người nhái không nơi bị siêu? Hay là thủy quân lục chiến mũ đỏ không? Nhận tướng ổng là cũng một thời quanh liệt. Tất cả chúng ta đừng bao giờ nghĩ tới lúc thanh niên mình làm chuyện đại sự, khi mình sư phụ sau này còn tệ hơn gì nữa, không có được đi là 10 cây số như bữa nay với mấy con đâu. Nên mấy cái phim mà bữa nay mình quay được á, những cái đệ tử nào còn đi được á, ngày mai á thanh có bệnh gì á gao cái là mình ba bước con đi còn không được nữa chứ 10 cây số. Giao là dễ thôi mà đi cũng đâu được. Cho nên bữa nào mình còn đi hai kinh được, mình còn ăn bún bò Huế của kinh mà ngon được á là mình đã có phước rồi đó con. Sao mình còn ngồi không cảnh vậy nữa. Thầy lập trên núi rồi để tập trung người gọi ngôn ngữ nói chuyện được nghe nó sướng. À, cái bác này á hôm nay khen con á, trời lần đầu tiên có người khen mình bác rồi. Mà bác mà rảnh lên đây đi, trời bây giờ không biết sao con sửa được bác nữa chứ. Chứ bác mà còn còn lúc mà gặp con cách đây 5 năm á, phát bệnh này bao lâu rồi? Mỹ có 3 năm hả? Qua Mỹ thì không, bệnh stroke nè, bị bệnh này. Giờ tuổi mới có 86 tuổi. Mới 86. Đệ tử nhiều.
Già rồi nghe tiếng Việt cũng vui mà ha. Này 80 này 86. Rồi á. Cái quan trọng nhất là trong cuộc đời của mình, bác có đã từng làm cái gì cho những cái người xung quanh mình không? Dạ không. Vui không? Này, tại vậy mới lên đây. Không có hả? Không có gì hết. Hồi xưa mình có tiền mình cũng không làm gì hết. Không có. Hồi xưa tại có may mắn có bà già ơi, bởi vì hỏi bà nuôi. Bà nuôi. Chết cha kiếp sau á, bả đầu thai bả làm chồng á, mình phụ mình làm vợ lại. Cũng mà cũng thế đổi ngược lại á. Tôi nghe là không có làm gì hết, chỉ có vợ nuôi thôi. Bả nuôi tại bệnh rồi thầy. Bệnh nặng lắm, mình nằm nhà thương. Mỗi lần nằm là 4 tháng. Nó cũng do cái nghiệp của mình á. Ý mình muốn nói mà bác mà gặp con mà cách đây 5 năm á, con đưa cuốn kinh cho bác mỗi ngày, bác lên không có cần lên trên đó cầu thang hơi khó, là ngồi đây đọc cũng được nè, là nó sẽ hết bệnh. Còn bây giờ á không biết làm sao nữa. Tại vì á khi mình thành ma đó, mình cũng phải là ma đi đứng cho bình thường phải không? Còn ma mà cầm cái gậy á kỳ lắm, ta sợ mình nhiều hơn. Ví dụ như mình làm ma mình cứ đi phất mấy ma mà sinh viên á, mà áo dài á, mà đứng đón xe mà ở ngoài á, là bảo đảm có thanh niên rước phải không? Còn ban đêm mà gặp mấy ma mà cầm gậy chú này là người ta chạy liền. Cho nên mình muốn mà không cầm gậy trước khi chết là phải lên núi đọc kinh trước. Tại vì khi mà mình chết đi á, con gắn bỏ cái gậy như con cầm cái mốt con hành ma mời con đi về trời con đâu. Thầy nói vậy chứ đừng, tôi muốn ở trong nhà đâu dám đi ra. Ở trong nhà không dám đi ra. Chứ ma là mình. Bác có tin ngày mai bác hành ma không? Rất là dễ. Ma với mình là ma như bàn tay này đây. Hôm nay là ta, ngày mai là ma. Bữa nay chúng ta làm chuyện tốt là màu trắng, mà chúng ta làm chuyện đen là tà đó, chuyện bậy. Nó cũng như bàn tay lật qua lật lại. À, bữa nay kỳ vùng địch thủ. Đây có bạn nè. Đây này là Thiên Kim Liên, bác tên gì? Dạ, Thiên Quạt. Hả? Quạt Đẳng thầy. Thiên tên Hoạt hả? Dạ. Tên Hoạt. Bác này tên Hoạt nè. Dạ, xin lỗi vậy, tôi Thiên Hoạt. Dạ. Bác này tên Hoạt. Bác này, bác có biết Phật là ai không? Bác đạo gì? Dạ, không biết. Bác không biết Phật hả? Vì bác biết Chúa là ai không? Bác biết Chúa xô lại không? Không. Cũng không biết Phật, cũng không biết Chúa. Bà nhốt ở nhà, bà nuôi bà nhốt ở nhà đâu có đi đâu. Ngộ ta. Bữa nay lần đầu tiên gặp Kỳ Phùng địch thủ cho bụng. Phật cũng không biết, Chúa cũng không biết. Rồi chỉ biết ai ta để hỏi. Chỉ biết bữa nay biết thầy được nè. Nó bắt cái con thầy. Biết thầy đủ rồi. Con là con cháu mà. Biết thầy là đủ rồi. Trời ông nãy nói cũng khôn thiệt. Vì đủ rồi. Công nhận á. Có duyên diện biết. Mà không biết mới sướng thầy. Không biết hả? Không biết mới sướng chứ biết là khổ luôn. Chở này em, con của bác chở lên nó đâu rồi ta? Đứa nào chở bác lên đây vậy? Hả? Cô nào? Chở bác này lên đây vậy? Một đời người rất là phù du nha quý vị. Chúng ta làm việc cho chúng ta
chúng ta chết sẽ thành cửu quyền. Chúng ta làm việc bất chánh chúng ta chết thành thú, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Chúng ta làm việc cho những người xung quanh, cho quốc gia, chúng ta chết sẽ thành thần. Chúng ta làm việc cho một cái đại đồng, chúng ta chết sẽ thành Bồ Tát, thành Phật. Cái nào nó cũng có cái giá của đó. Tự mình chọn làm việc cho ai. Mà nên nhớ nha, xuống đây là tạm bợ. Nếu mà đa số mà chi 90% những chúng sanh, đa số là làm cho cá nhân không à. Cho nên cái trái đất này càng ngày càng đông vậy. Ở trên trời càng ngày càng vắng người. Không ai làm việc cho một cái tập thể lớn á, không ai chịu hy sinh á. Làm gì á là họ phải tính trước, lợi cho tôi trước. Còn cái bác này, bác có phước hay là bác không có phước thì mình cũng không biết nha. Không, mà bác chưa có làm việc cho ai mà được vợ nuôi nữa. Mà hôm nay bác đi kiếm gặp sư phụ mà nói là kiếm đúng người nữa chứ. Chết luôn á, giáo cục nợ gì cho tôi. Không biết lên trời không là do cái tự cầm cái đuốc. Cái này á, cái diêm quẹt cũng không có nữa chứ, đừng chi cái đuốc. Mà còn một hơi thở cũng không có muộn. Cứ mỗi ngày kêu con á, biết trở lên đây ngồi xá cái tượng đó cũng được, xá tượng nào cũng được á, chứ làm gì là làm được không? Để cho xả bớt cái nghiệp, không cần đi đâu hết, ngồi chỗ thôi, ngồi cái băng ghế nào á, hướng về Phật cũng được, cứ ngồi gật tới gật lui cái đầu xuống được rồi. Thế sao cái cần cổ nó ngã xuống thì để cho cái đầu của mình nó nhỏ lại, nghiêng nghiêng xuống là được rồi, không có cần phải lại sát xuống. Mục đích là để cho cái tâm mình bớt cái ngã và trở lại. Thì đối với bác còn chỉ khuyên con nhiều đó thầy. Mỗi ngày kêu con bỏ đây, hướng về mấy tượng Phật, ngã cái đầu xuống, ngã lên, ngã xuống, cũng giống như mình tập thể dục vậy đó. Cho cái lưng nó cứng, cho cái lưng nó dẻo sao à, như cổ rồi đó. Cứ làm thế mà làm, từ đây tới ngày đi. Nhưng nó nhảy mũi. Đó là bài thuốc riêng cho bác thôi nghe. Tùy theo người cho bài thuốc khác. Còn đại tử này á, chủ nhật mỗi ngày cứ lên chơi với anh chị em đây để mà điểm danh đứa nào mà không tốt với chị, nghe mốt chị về trời đừng có kêu tên chị giúp nghe, chị thành tiên rồi. Đứa nào mà không mà nước đủ bên đây nghe, không dẫn ra đi mà mốt nữa kiếm tao nha. Điểm danh từ đứa đại tử này đó, mỗi người có cái đường đi hết. Đại tử này còn lâu lắm, không có nói tới. Dạ, chuẩn bị lắm đi sư phụ. Còn lâu mà, tôi thấy con còn lâu. Hồi chị thấy người mà ấy là Bác Ngư với chị Lan thôi, liều kiều. Đâu rồi, bữa nay chị Lan đâu rồi? Dầu sao chúng ta mang hồ thiên á, giờ chúng ta hôm nay biết ngài tận thế, chúng ta biết được đức thầy, chúng ta biết được sư phụ, thầy là một cái big bonus. Đó là một cái phao ở giữa biển cả trong cái cõi ta bà lặng hợp này, ngay cái thời đại gọi là chưa bao giờ nhân loại chúng ta bỏ trước khi thời của Mít xuất hiện, trước khi chiến tranh Nga. Chúng ta rất là hồn nhiên, chúng ta rất là trân trọng, vui vẻ cuộc sống. Tuy đời sống vẫn là bị trầm cảm, bị là stress, thứ này thứ kia,
nhưng mà nó không có giống như ngày hôm nay mới có 5 năm mà mỗi sáng thức dậy cả cái quả địa cầu này cũng không biết ngày mai nó đi về đâu nữa. Thằng điên điên khùng khùng mà thằng Putin nó làm chuyện gì, Uẩn nó làm gì, Bình nó làm gì, đại khái. Rồi tự nhiên xuất hiện có một người lạ, có con khỉ bảy màu. Không canh gọi là gì ta, bị nín, bị vùi dập mấy chục năm, sống âm thầm, biết được mình là ai mà không có dám ra đời để nói chuyện. Vì có trong cái câu sấm cơ của một vị nói là ra đời có câu mà nói là giống như sao không ra độ đời chỉ phụ người thôi. Tự vì chúng sanh căn cơ còn thấp á, thì trong cái bài mà nói chuyện tới cái bài nào cũng biết ai biết được thánh phàm á. Giờ bác đi về nhà ha, bác làm cái này cho con. Hôm nay con tên là, hôm nay hôm cái quy giùm luôn cho nè. Hôm nay tôi tên là, bác hỏi gì? Trương Quạt. Ok. Tên Hồng Trần. Hôm nay con xin thành tâm sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chương Hoạt hơn bữa nay làm thiệt luôn á, sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ tất cả 96 vạn ức linh căn thượng đế gửi xuống cõi ta bà. Hồng Trần ô trượt, con gì tham dục vọng, có tham dục vọng không? Yes or no? Sắp chết không, mà nó hồi xưa kìa, bây giờ trả lời đi, có hay không, có tham dục vọng không? Có. Ok, vỗ tay, có tham dục vọng. Danh lợi tiền tài, có tham danh lợi tiền tài không? Dạ, bỏ nuôi thành mặt trong lòng mà có tham không? Nuôi tiền. Ok, cái chuyện bỏ nuôi là chuyện bỏ nuôi, mà trong lòng mình có muốn cái đó không? Dạ, chắc cũng có hay không? Không có dùng gì hết, thành ra không có để ý. Bỏ nuôi bỏ trời. Đừng có nói là không có ham danh lợi tiền tài nghe, có không? Có tham không? Không, này chưa thôi. Trời, bà nó có độc tài quá ta, bà cứ để cho ông này không, không có quyền tham danh lợi tiền tài nữa, cho nên ok rồi, rồi coi như tạm quản cái tham danh lợi tiền tài. Ái ố hỉ nộ có lúc nào giận hờn không? Sao thầy? Ái ố hỉ nộ nghe là giận hờn, dễ giận dễ hờn á. Yêu rồi có yêu không? Có dễ giận không? Có dễ giận không? Có không? Ok rồi. Ái ố hỉ nộ gây ra không biết bao nhiêu tội nghiệp từ vô lượng kiếp. Đang sám hối đó. Bà cứ khai. Ông ơi, đừng á, này đã nói sám hối không có người nhắc tuồng nữa. Không, tôi nói là phải khai. Nay con xin thành tâm sám hối, có chịu sám hối không? Bây giờ chắc sám hối, bây giờ bắt. Giỡn tay, bây giờ chắc chịu sám hối. Tại vì nghe để đọc tiếp. Bây giờ chắc chị sám hối. Ok thì đời này có câu nè, bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp, nay con xin thành tâm sám hối, nhờ ơn trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Phật Mẫu duy trì hồng ân hải hà, thứ tha mọi lỗi lầm cho con làm lại cuộc đời. Có chịu làm lại cuộc đời không? Dạ khỏi làm, tại vì chờ chết, chờ Diêm Vương phán tội. Trời
Ta đang nhắn nó mà giờ nhím dưới. Thành ra bây giờ có làm gì đâu cũng vậy, ngồi yên chờ Diêm Vương phải thắng. Đã nói không có tội thì Diêm Vương đâu có quyền đến thắng tội. Thì từ đây mỗi ngày lên núi nhìn vô tượng Phật, ngồi trên cái xe hay ngồi đâu cứ gập gập cái đầu về hướng tượng Phật. Mỗi ngày cứ lên làm chừng vài ngày đi. Tha thứ mọi lỗi lầm cho con, làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời có nghĩa là khi nếu mình không có tội xuống địa ngục hay đầu thai làm thú thì trở lại làm lại một baby mới, một con người mới, tức là làm lại cuộc đời với một cái xác mới đó, hiểu không? Yeah. Chết không có hết nha. Cái này chỉ là bài học thôi. Một bài học trong cuộc đời. Một cái lớp phải lên lớp. Ý của thầy là tôi có muốn tái sinh không? Tái sinh thì muốn, chứ còn làm việc làm lại cuộc đời nữa, bây giờ trời chết mà. Thì đó là tái sanh đó. 80 mấy tuổi thì sắp đi rồi, cũng có thể ngồi chơi với thầy hôm nay ngày mai không thấy nữa. Thì tái sanh ha. Làm lại cuộc đời có nguyện sẽ không bao giờ tái phạm, tức là hỷ ô trượt, là tiền tài ai nó ai ố hỷ nộ gì đó, và giữ 12 giới luật thiên tâm để về cõi thiên đàng. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý giơ tay lên thầy. Từ nay có tên là Thiên Quách nha, tức là con của ông trời, giơ tay lên thầy. Tự nhiên lên đây có cái tên Thiên, đúng là có phước. Nhưng mà ngày nào á cũng rảnh đó nha, đứa con nào á chở thả ổng đâu đây này cho ổng ngồi bóng mát, ngồi đâu cũng được, để hướng gặp tượng, tượng tổ cũng được, tượng nào cũng được, gặp gặp cái đầu, tức là sám hối để cho cái nghiệp nó bớt được phần nào, bớt sẽ bớt được nhiều. Thứ hôm qua cũng có lên nhưng mà thấy cửa thầy ghi mấy cái chữ đó, thành ra thôi lại quay lại xe. Chữ gì? Ngoài đó nói là ở ok, thế nào gỡ cái miếng nó ra đi ta, bữa giờ treo hoài. Hải bữa ăn chút chắc con gỡ cái miếng mà ở ngoài cái cổng á, đi ra viện mi thao á, bữa nay mình đâu có ra viện mi thao nữa, gỡ ra đem đây cắt đi, bữa để từ từ cho mấy thằng mà nó hâm đục sư phụ bớt bớt là đi tìm ở ngoài viện mi thao, mình ra mình quậy tiếp, dở hâm đục mình lên núi. Không, bữa nào kìa, mà ngồi chơi đi, khi nào con về á, con lấy cái kèm á, con cắt, bỏ lên xe, cắt lại. Này, có Thiên Quách nè. Thiên Quách có là chịu làm bạn với Thiên Kim Liên của mình không? Nãy người đẹp ngồi cái đây. Dạ, thấy bà. Hãy kêu là chị. Tại vì họ Thiên trước là làm chị, họ Thiên sau là làm em. Thiên quạt phải không? Quạt chứ không? Quạt động. Quạt mát được không? Cây quạt. Cây rồi đây dễ dễ anh chán cha để cho tà đồ nó. Thiên quạt, Thiên quạt. Bạn với Thiên Kim Liên. Nhậu gần đất xa trời không à, quá trời luôn. Bữa nay sao tự nhiên có duyên nhận nhiều đệ tử rồi ta. Ô, độc tài quá. Tối là nhốt ổng trong nhà, không có cho ổng biết trời đất gì hết. Không dám, không dám. Tôi rất thật. Ổng bị này hồi bao lâu rồi? Dạ thưa, bắt đầu nha, cũng là 10 mấy năm rồi. Đi ra đi vô nhà thương là 4 lần mà 1 lần. Ông bị stroke hay gì? Dạ stroke. Nhìn là biết stroke. Nhưng mà tướng ổng á là không phải là người phàm nghe. Ổng cũng có một thời quanh quanh liệt liệt á. Ổng cũng ngầu á. Nhưng mà không có nghiệp về bên biến lắm đâu. Hả? Tại hồi đó học mà trên quân trường Thủ Đức để ra mà chuẩn úy đó. Thì lúc đó học xong rồi thì được cái giấy cấp cho giải ngũ. Tại vì hai cái lỗ tai không nghe được. À. Thành ra được giải ngũ là không có nghiệp sát sanh.
cho nên thấy ổng thôi, tướng cũng không phải là người thì là, tại vì thầy phụ biết nhìn người ở dưới lên hay ở trên xuống, ổng cũng là một thời anh hùng á, trai tráng. Thôi thì làm bạn với Thiên Kim Liên đi, mai mốt về trời là dạ. Bạn nhau dạ. Nhưng mà ông, nhưng mà đệ tử này còn cả lâu mà, còn lâu lắm. Dạ. Bữa nay ngắn phải gì đâu. Này phóng sự bên lề quá không, phóng sự bên lề sinh hoạt ngày chủ nhật núi Thiên Long Sơn quá không. Nhưng mà ít nhiều á cũng có cái duyên, tại vì lúc mà đang ngồi đây nè nói chuyện với Kiệt á là mấy chư thiên đây nhiều lắm, mấy gì chính những cái gì mình nãy giờ mình nói đọc đó để giải nghiệp cho ổng. Nhưng mà tôi mở những cái băng của những cái video clip của sư phụ trong đó nhưng mà ông không có nghe được á. Thành ra tôi nói một hai là phải đi gặp hả? Dạ. Thì cho nên ổng cũng có một cái duyên gì, ổng cũng có động lực á, ổng mới ngồi đây à. Chứ người bình thường đâu phải. Thì xuống trần từ bi mà. Không biết tu cũng cứu cái hàng giống như Phật vậy, giết 990 mấy người Phật cũng cứu mà. Mấy đảng cộng sản ác ôn sau này sư phụ cũng cứu. Ai cũng cứu hết. Ít nhiều á hôm nay được mang cái tên họ Thiên đó, sẽ không bao giờ họ ba đường ác. Có hả? Dạ, tôi khấn nhưng mà rồi thì cũng đâu có được đâu. Sao được? Không, không, khấn như vậy. Giờ tên gì? Dạ, tên khấn là Thiên Lan. Có chữ Thiên rồi hả? Dạ, Thiên Lan. Có đeo cái dấu không? Dạ, tôi có một cái là tôi đi để cho ổng đeo rồi. Có con chạy trên điện mày lấy thêm mấy dấu tặng đi. Đã có Thiên Lan rồi, qua đây dĩa luôn cho cặp, dạ. Cặp bài trùng luôn. Dạ, dạ. Đây. Tưởng đâu chưa biết, còn giờ đã biết rồi thì dễ luôn, có duyên là dễ. Dễ yeah. Này nó có ý nghĩa là trừ ma thôi. Dạ, yeah. Đây nè. Dạ, quên á, nãy giờ ông thấy, ông giấu trong mà. Tụi đâu có biết đâu. À, không vậy không cũng... À, okay. Dạ, bữa hôm lên đây được cái được cái Lan Thiên Lan, yeah. Thiên Hoạt. Nhưng mà lần đầu tiên đeo vàng đó thầy. Lần đầu tiên đeo vàng hả? Dạ, muốn làm giàu thì sắp là... chết rồi, làm giàu thôi nổi nữa. Bây giờ á mình nói giả sử như á Thiên Hoạt đi xuống mua tờ giấy số 1 đồng mà trúng super bo á 500 tỷ, à không trúng sẽ trúng thì lúc đó đó. Ok, có cái một người tới hỏi bây giờ muốn lấy 500 tỷ hay là muốn đi về trời thì lúc đó chọn cái nào? Hả không? Để hỏi Thiên Hoạt. Chọn đi về trời hay chọn lấy 500 tỷ? Thì của ai cũng muốn. Còn 500 tỷ có lấy không? 500 tỷ lấy không? Không, sắp chết rồi lấy gì nữa. Cái câu này mà lên mạng mà mấy đại gia mà nghe được là hay á nghe. Ông này công nhận khôn thiệt. 500 tỷ đâu có xài được trên trời. Chết sắp chết rồi à, lên nhưng... trời. Nhưng mà đều chưa không biết có được lên trời không là. Thì đã, thí dụ như trên trời gửi một sứ giả xuống mấy cờ điều. Ok, giờ nhận 500 tỷ hay là muốn về trời? Là đi phải không? Cái 500 tỷ ngày mai ha, một đống con gái đẹp nó vô, 10 con nó hung là ông đi luôn. Không đầy 10 phút nữa là đi rồi chứ đừng nói chi 10 tiếng. Lúc đó là xuống địa ngục. Ừ, như là Phật. Dạ, được, nghĩa là từ lâu rồi, ông mà trong túi ông mà có tiền á, là cái
mất cho người này, mất cho người nọ hết trơn. Cả tuổi này mà 500 tỷ thôi trời ơi. Gái 18, gái 28 nó tới nó dí vô chết luôn. Hai nó làm thịt lẻ lắm. Đỡ bằng kia còn gân gân rồi sắm vàng chút không? Để không vô mấy cái quyết ngựa rồi á. Còn cỡ này là Ngọc Trinh tới gần xong. Đưa 500 tỷ cho tôi. Nó chứ đưa ổng đi luôn, xuống địa ngục. Không nhận chọn chọn về trời không chọn 500 tỷ. Nghĩa là mấy con đang nhìn thấy cái gì không? Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta còn ham tiền, ham danh, ham mở thêm tiệm nail, mở thêm business. Cỡ tuổi này không ham gì hết. Giống như ông ấy bên mình cũng vậy, đúng không? Mà phải chờ tới tuổi này. Tại sao tuổi mà không chọn như kiểu như hộ bốn mấy rồi đi, bỏ hết đi. Tại bốn mấy còn sung lắm, đúng không? Lái tàu, lái OV được mà xuống bỏ được mà. Nó phải cần tới cỡ này. Có nghĩa là phải chờ đến mà rung rung cầm cái gậy kiểu này mới nhìn thấy được. Có phải muộn không? Nhìn. Cho nên cái tuổi tác của mình mỗi một năm nó thay đổi, nó khác. Chứ cỡ bốn mấy tuổi mà 500 tỷ với về trời, bảo đảm ông sẽ nói khác. Ông nói lấy 500 tỷ sức mà ông chịu về trời. Mình không làm được rồi đó. Bởi vì trong cái về cái ngộ á, mình không có nhất thiết là tuổi tác. Trong cái đạo, cái học vấn về tâm linh á, mình cứ người nào ngộ trước thì người đó á, có thể là đứa 20 tuổi nó ngộ trước, nó thấy cuộc đời vô thường, nó không muốn ham vật chất, đòi đi tu. Những gì thầy lỗi lạc, những hòa thượng là đa số là tái sanh là vậy. Còn những cái người đời như mình á, mà phải chờ tới cỡ tuổi này mới ngộ được, hiểu được là tiền là phù du, cõi đời tạm bỡ, muộn rồi. Bây giờ con nghĩ cầm cuốn kinh cầm được không? Đọc chữ đâu có được. Tại vì mình phải đọc kinh ngồi thiền nó mới vô cái lại giải thức của mình. Mục đích chúng ta là cái thần hồn chúng ta nó giống như cái con memory vậy, nó recording mỗi cái để mà nó mang cái thân chung ấm đi qua một cái thân mới, để mình dùng cái kinh nghiệm của cái tu tập kiếp này sang qua kiếp sau. Mình đang nói là ở cái dạng mà không được đi về á, mà cũng không có xuống ba cái đường ác á, đi chung ở cái cõi này á, ít nhiều để next life á, cái kiếp kế sau chúng ta cũng khác hơn kiếp này nữa. Chúng ta cũng biết được là có một cái đạo, rồi chúng ta biết được cầm cuốn kinh, chúng ta cũng biết được cái nơi nào gọi là an bình. Người mà không có đạo như cái cây không có nước nha. Người mà không có hiểu đạo, không có hiểu về tâm linh như cái cây khô không có nước. Mà chúng ta phải quyết định lúc còn minh mẫn, sức khỏe. Cái này cũng còn ok. Mai là gặp sư phụ bữa nay cho cái tên luôn. Bữa nay mình có thêm một đệ tử. Cầm gậy. Đi đuổi phải cỏ gậy. Hả? Giờ đi đuổi phải cỏ gậy để nó dư. Đó còn khỏe mà không lo xa thôi. Đúng là tặng cái đó cho bác Ngư đi. Tặng cho chị Lan kìa. Ba cây thực xe. Tặng ổng. Khi mà mình lớn tuổi giống như cỡ làm bà ngoại, cỡ 60, 60 mấy, dĩ nhiên sức khỏe còn tốt. Mà mình chưa ngộ, mình còn vẫn sân si với con cháu, còn vẫn chấp. Cỡ cái tuổi đó là chấp đầy luôn. Tại nhớ về cái thời hy sinh của mình cho con cái đó, là đứa nào chịch cái là hét liền, phải không? Rồi nói chung là dễ tạo nghiệp nhất là cái tuổi đó.
khi ở cái tuổi bà ngoại mà còn picky á, mình dùng chữ khó tánh, mấy con dễ tạo nghiệp lắm. Đụng chút là la với hét. La hét là gì? Nẹt lửa tối ngày. Lửa đỏ nó sân si. Giận hờn con cái lẫy đồ. Thay vì đi làm mấy cái chuyện tạo nghiệp như vậy, mình làm chuyện công đức. Mình vừa giữ cháu ngoại cho mình, để con mình nó đi làm kiếm tiền, mà thấy nhà hạnh phúc không? Thứ hai nha, để đứa cháu ngoại trong đâu cái phòng kế bên, mình vô mình đọc kinh kế bên cho cái đứa cháu ngoại mình nó nghe kinh luôn nữa. Tại vì mình dạy cái đứa cháu mình lúc nó còn nhỏ, tại vì đừng có tưởng là nó không biết nghe, nó nghe hết, nó nghe nó thâu vô hết. Đến khi mà nó lớn lên 15 tới 18 tuổi là tuổi dễ hư á, thì trong tiềm thức nó ít nhiều cũng có chữ A Di Đà Phật. Nó không có làm mấy cái chuyện trớt hay là mấy chuyện tầm bậy. Chứ không phải như là mình cứ nghĩ là mình tao đủ rồi, tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn đủ rồi, tao giờ không muốn cực nữa, tao muốn đi chơi, tao muốn đi đây đi đó, mày đừng có đại tao nữa. Đại khái chửi con mình, mà trong khi nó làm lương ít mà nó mướn bơi bê xích là cũng 2,000 rồi, tiền đâu mà mày. Má ơi, má giữ con giùm con đi, má lấy 500 thôi. 500 hả? 500 đâu có đủ tao cúng dường cho mấy ông thầy. À, có không? Chuyện có không? Cái bộ thấy ông chùa nhiều luôn á. Ông ngài nó đi vô neo đừng nhiều ta. Bữa nào mà bà ngoại mà không giữ con á là nó đâu có được đi làm. Mà gửi đứa nhỏ là hết tiền luôn. Tiền gửi đứa nhỏ với tiền má đi làm bằng nhau. Nên khi mình lớn á, mình phải tính sao vừa có lợi cho con mình, cho cháu mình và cho bản thân mình, rồi mình để lợi cho dòng họ con cháu mình một cái gọi là hiền từ. Còn hơn là mình ở đó, mình ở cái tuổi mà năm mấy sáu chục làm bà ngoại nghe mà cứ la hét tối ngày á, không có nên. Sư phụ nói là thiệt á. Tôi gặp nhiều lắm rồi, quá trời luôn. À, trong đó có nhà mình nè. Tao ngoài. Ủa này quay phim lên nó kỳ. Bởi vì có máy camera khó nói. À có máy camera nói chuyện vui mới được. Nói chuyện là thiệt không à. Còn mấy chuyện vui mà tôi muốn nói là phải tắt mấy con này. Trời nó muốn quay chứ quay. Hồi lúc mà hôm mở hãng 1993, lúc đó đứa con gái lớn à, hiện giờ nó 31 tuổi. Lúc đó vừa mới sanh ra không đúng 9 tháng nữa, bả đi ngoại tình, rồi bỏ sư phụ, ly dị. Thì sư phụ mới nuôi con. Thì từ đó sư phụ hai cha con á, mới đi ra mở cái hãng KNT tới ngày hôm nay. Để nó trong cái nồi á, rồi sư phụ làm invoice. Tại sư phụ biết làm QuickBook invoice. Rồi đi giao hàng thì cũng để con nhằm lên Classic, phải không? Rồi chạy máy á, thì đứng máy chạy mà bỏ nó trong office thì xa quá. Mang nó ra luôn trong cái nồi á. Đứng máy chạy mà con biết trong cái hãng nhỏ, hồi xưa hãng nhỏ là nó cái mùi dầu quá không. Ồ nó hôi. Cho nên đứa con gái lớn bây giờ á là chắc nghĩ là trong máu nó có dầu trọng. À hồi xưa như vậy á. Hai cha con thì ăn nhỏ lớn rồi, bữa nào thì vừa dẫn nó giới thiệu cho nó 31 tuổi rồi. Vợ thương tới ngày hôm nay nó thương mà. Nó có vợ, nó có bằng CPA. Mình nói chuyện khác nghe tự nhiên lạc quá này. Có bữa nay nhận đệ tử này, đệ tử này 6 người hả? Từ ở xa tới không? Mình trở về cái chuyện trước mắt, cơm gạo áo tiền của chúng ta. Chúng ta khổ là vì ba món đó, cơm gạo áo tiền đúng không?
chúng ta tạo nghiệp cũng ba cái đó. Chúng ta xuống trần để mà tu tập, để mà thoát ba cái đó. Về trời mình không có ba cái cơm gạo áo tiền nha. Về trời á, chúng ta chỉ mang theo công đức. Bây giờ nước Việt Nam mình á, ba cái đó không còn nữa. Cơm gạo áo tiền, việc làm đâu mà có cơm gạo, có áo tiền, có chỗ ở. Tiền đâu mà shopping, con thấy em từ Bến Thành cho hết mấy cửa tiệm đóng cửa hết. Nó không phải chỉ Sài Gòn nha, hết tất cả những cái tỉnh khác cũng có nữa. Rồi thêm cái chứng bệnh mà lúc trước mà mấy vị nói thụ lên thông báo là có một cái loại bệnh lạ đó, bữa nay người ta chết như rã luôn á, thiêu cũng không có chỗ thiêu nữa. Đó là về tất cả nước Việt nó có cái nghiệp. Mấy đại ca mình không có chịu thuận thiên, cho nên phải bị hành căn. Mục đích 5 năm trời hộ lên trên mạng nói là có Phật Thánh Tiên hạ phàm trong nước Việt, để cho mấy ổng mở mắt ra, đừng có cứng đầu. Thuận thiên nghĩa là theo Mỹ. Nếu mà theo Mỹ 5 năm về trước á, nước Việt hôm nay á phẻ biết bao nhiêu, khi mà nó đóng cửa Trung Cộng không cho máy làm điện tử á, là bao nhiêu việc làm cho nước mình. Nước mình về giàu, họ không nghe. Cho nên cơ trời bị trễ lại gần 5-10 năm, sư phụ phải già vậy nè. Chứ đúng ra sư phụ ra đời năm 4 mấy tuổi. Bởi vì ngày nào ở trên cũng kêu á, con phải tập thể thao. Bữa nay đi bộ 6 mai là cũng gì á. Nhưng mà cuối cùng của cái cuối cùng, chuyện gì tới cũng phải tới. Cơ trời đi hàng nghìn năm không bao giờ thay đổi cái đường đi. Đó là nước Việt thay đổi thể chế trong một ngày rất là gần. Sư phụ của chúng ta, Đức Thầy sẽ xuất hiện, Phật Di Lạc sẽ xuất hiện để cứu nước Việt. Dùng cái lá cờ trên nón của con á, cờ vàng bay thọc đỏ đó, cái nón đó có đó, nó đó, để mà là Liên Hiệp Quốc, để cho NATO, để cho tất cả những khối tự do nó chỉ tính ok, cái này đã có một cái quá khứ oai hùng, đồng minh á, tự do. Hôm nay mày bị mất khoảng 50 năm, hôm nay nó chết lại lẹ hơn. Nó đem đô la vô World Bank, tức là nhà băng thế giới, IMS, và tất cả những nhà băng của trên thế giới mượn tiền cho nước Việt mượn vài trăm tỷ, lẹ hơn. Còn bây giờ ngoài cái lá cờ này, bất cứ lá cờ nào khác cũng sẽ không bao giờ được cái đó. Dân tộc mình sẽ đói thêm 50 năm nữa. Mình một ngày là có cái bao tử một tiếng hồi không có đoạn rồi cũng chết rồi đó con. Hồi nãy mà về chậm chút mà không có mấy miếng dưa hấu với hồ cũng mệt đó. Chứ đừng nói chi mà mấy chục năm, mà đổi lá cờ khác là phải ít nhất mấy chục năm. Cho nên khi mà ở trên ra lệnh với phụ đưa cái này lên trên mạng, để cho cả một cái khối hải ngoại 6 triệu chim hiền và 100 triệu dân trong nước, để có cái đường hướng, để cho họ định hướng. Đó là thiệt. Cờ vàng, cờ đỏ, ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Nó là 1 triệu phần trăm. Nhưng mà tại sao bây giờ chỉ cái số lượng người Việt của mình thôi, mình quên mấy người Mỹ đi, quên 8 tỷ người đi, mình 100 triệu với lần .8000% gì đi, là số lượng rất là ít. Mà ngược lại người của mình mà hiểu được những gì sư phụ nói, không đầy, có chút xíu à, rất là buồn. Sư phụ đâu không phải là người cõi thế gian này, cõi trên xuống mà, cứu nước Việt mà. Mà cứu hoài cứu cũng khó mà nổi. Tại vì họ lì lắm. Mỗi lần lì á, thì mình, sư phụ phải dùng cái lực để xin bề trên, xin này, xin nọ. Hành căn là cái nạn đói khủng khiếp nước Việt sắp sửa xảy ra. Rồi cuối cùng ai chết? Mấy ông có tiền, ông chuyển qua Mỹ mấy chục tỷ, dân chết. Hôm nay dân bệnh á, con biết hả? Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện ở Sài Gòn á, không có tiền á, không có hối lộ cho mấy ông bác sĩ, cho mày chết đạch đạch luôn á. Mà mỗi lần mà đưa thân nhân lên Sài Gòn là bán đất. Bán đất thì về ở đâu? Ở dĩa hè. Ở Việt Nam bệnh là bán đất à.
cái mã mà bán được cũng bán luôn á. Chưa có một quốc gia nào mà đến cái thời đại mà gọi là bỉ cực tận cùng của cái xã hội. Mình nói ha, cái nước mà dở nhất nha, African này, nước hay là Nigeria đi, tụi nó cũng không có trả tiền điện mà như kiểu mình nữa. Thà nó đốt đèn dầu mà nó cũng không có nhiều cái stress mà lo gầu nữa, ít nhiều nó cũng có cái tự do tiếng nói. Nước Việt vừa nghèo vừa không có gì hết, nó cũng y như là cá nằm trên thớt vậy đó. Mà 100 triệu dân mình đã nói rồi, ý dân là ý trời là ý dân, đâu phải nằm trên giường mà gờ thắng mà Đức Thầy không xuất hiện được đâu. Nước mình giờ còn nghèo hơn Africa nhiều. Thằng Miên á, nó bị thằng Trung Cộng đô hộ lấy hết nước của nó, nhưng mà hầu sao á, nó còn đỡ hơn á. Còn bây giờ á, chưa có một cái quốc gia nào mà bệnh nhảy đạch đạch chết, không ai cứu. Mà trị bệnh mà phải hố lộ mới được trị bệnh, chiên thức cười không. Việt Nam còn hoài xưa làm gì có chuyện đó. Vô bệnh viện đâu có nổi, đi học cũng không đóng tiền phải không. Hình như bệnh viện cũng không có trả tiền phải không. Thấy như là Phật, thấy ngộ không. Còn này cứ tăng lên không à. Mà có tiền á, vô ông sĩ thì 10 triệu, hai sĩ máu thì 20 triệu đưa đây. Y như là. Mà không thôi, giờ về nhà, chôm. Cái mạng người thua con kiến. Nó ngồi đụng chạm mấy đại ca nữa. Giống như á, một mặt á thì cầu cho ông trời xuống cứu, cầu con ông trời xuống cứu, cầu Phật xuống cứu nước Việt mình á nghe. Một mặt á thì chửi con ông trời, chửi Phật, tại họ đâu có tin. Rồi á thì nó phải là mâu thử hồng dân á, mình đang nói là những cái dân ở trong nước. Bên á thì cầu, bên mặt á thì chửi, họ ngộ vậy đó. Cầu cho đã, mình ngồi đây là chửi mình. Làm gì làm, cái gì á là mấy con coi từ đây tới cuối năm, khi chuyện lớn mà xảy ra rồi đó. Không biết chùa có giờ để ngồi để nói chuyện gì kiểu này không nữa, nên mấy này quay cũng là kỷ niệm luôn. Ngày hôm nay á, cái đạo Thiên Tâm ra đời, rất là nhiều người trên thế giới hiểu và theo. Mà một cái xã hội Việt Nam á, đúng ra ở cái thế bị cực này á, mà thay vì cứ đi họ cũng buồn nghe, họ cũng bị depression, họ bị trầm cảm, thay vì cứ đi ra tổ chức nhậu hay là karaoke hay là cà phê sáng chiều vậy đó, toàn là chất độc không mà. Tại vì mấy cái đồ bển bia với cà phê rồi đồ ăn nữa, toàn là cái gì cũng bơm á, có nhiều cái tức cười lắm. Còn thấy nó làm con tôm một chút xíu cũng chích thuốc, everything nó đều chích thuốc. Cái chiến dịch đâu có nhiều tiền đâu, vậy mà cũng làm đồ giả nữa, ngộ vậy đó. Rồi trái táo, trái bơm, ví dụ như trái táo của người ta, loại táo xanh thì cứ bán táo xanh không, cái nó nhuộm màu đỏ cho người ta ăn vô chất hóa học, nó có nữa. Cái trái mình cắn một cái thôi cũng làm giả nữa. Không biết vợ mình kế bên ở Việt Nam có phải là vợ thiệt không nữa. Nhiều lúc cái gì cũng giả nữa. Có đó, nhiều khi đi về nhà là vợ giả nữa. Ở Việt Nam chuyện gì cũng làm giả được. Chưa hết tức cười cho một cái quốc gia ngộ nghĩnh. Năm 50% thuộc cũng đã làm cho cha mẹ được chút xíu nha, cười nửa nụ cười, tức là được con số đệ tử Hồ Thiên Mẫu dạng đây,
cái đạo Thiên Tâm đã ra đời rồi, như một cái hạt giống rồi. Từ từ mỗi một năm, hôm nay có đệ tử này thì ít nhiều sau này những đứa con cháu hiện nay chưa hiểu, nhưng mà khi sau này hiểu nó cũng là con của ông trời, cũng họ Thiên, nó là chánh đạo. Còn chùa chiền bây giờ các ái ly thân gặp toàn là ma dương mà áo vàng, thầy chùa như là vỏ cây sơn, bề ngoài ti chắc, ở trong thời mọt rong, đức thầy nói vậy mà. Chúng ta là không có giống vậy, chúng ta phải có bi chí dũng. Cha mẹ dạy cho sư phụ như thế nào, sư phụ nói lại trên mạng đó, là phải tự chúng ta tu, tự đốt đuốc đi, chứ không có chuyện mà thầy này cầu siêu và giảng sanh, không có chuyện đó. Không có chuyện mà đi là A-di-đà Phật rồi giảng sanh, không có. Ngồi thiền, đọc kinh, sám hối. Nếu mà chúng ta có phước lớn lớn thì về tầng thứ 12, 13. Còn bình thường chúng ta về tầng thứ 2, thứ 3 cũng là cõi trời rồi. Cõi thấp nhất của mấy vị này là Tứ Đại Thiên Vương, là cõi thấp nhất, cũng là có phước rồi. Không có xuống dưới địa ngục bị ngục hình tra tấn, không có đầu thai làm con thú đi vô rừng Africa cho mấy con thú dữ nó ăn, là mình có phước. Chứ còn bên kia người ta chỉ là nói cái thiết rồi, không có gì chứng minh. Sư phụ là người tiếp xúc tất cả các chi gì, sư phụ nói có gì sư phụ nói thiệt cái đó. Có những cái ngoài cuốn kinh sư phụ nói thiệt, nhưng mà sâu sâu thăm thẳm ở ngoài kia đó, những vị thầy lớn họ biết là sư phụ là nói đúng, nhưng mà vì từ xưa giờ họ học sai rồi, họ không có dám một người mình lên trên đó để mà nói lại thì tất cả trong cái phái hệ của họ sẽ chống đối họ. Chứ sư phụ nó có 36 ông trời, là 36 tầng trời chưa nữa, nó cả ngàn ông trời nữa. Có nghĩa là gì? Ví dụ như cha là ở tầng cao nhất là cũng gọi là ông trời, danh từ thôi mà, đâu có lạ gì. Tại sao mà ông lại dùng cái danh từ nói là cha thấp hơn Phật này nọ, để cho Phật tử hôm nay làm sư phụ rất là khó độ. Mỗi một tầng trời là như một tổng thống. Rồi có những cái dùng nhỏ nhỏ đó, tức là những cái thiên tử á, đi lập một cái tầng trời của họ. Còn rồi ở đó người ta cũng gọi ông thiên tử đó, ông thái tử đó là ông trời nữa, mà ông trời con. À, ông trời bự, còn cha mình là ông trời thiệt. Nó là chỉ danh từ, không có danh từ nào lớn hơn nữa thôi. Nhưng mà tại sao kinh Phật giáo làm cho bao nhiêu Phật tử cứ hiểu lầm mới đó? Chứ hồi đây giải thích từ ngày đầu đó là thiệt. Tất cả ai mang thân người, những gì Phật mà lỗi lạc nhất của thế gian cũng đều là con thượng đế. Tại vì mang thân người đã là con của Ngài. Phật Thích Ca nói là thiên thượng là cha ta mà. Ở ngoài kia tới ngày hôm nay, năm tháng năm biết bao nhiêu người chết. Chết Covid, chết chiến tranh, không chết diêu khen không. Thấy Thổ Nhĩ Kỳ động đất một cái biết nhiều người chết. Chết rất là vô thường. Rồi hôm nay Việt Nam thêm cái bệnh lạ chết như rạ. Rồi tự nhiên ở Sài Gòn là ánh đèn màu hòn ngọc Diễn Đông thành thành phố buồn, thành phố ma, dân teo kiểu này sao dân sống. Cho nên nhớ là những cái building, những cái nhà không có người vô sử dụng, một tháng hai tháng nó sẽ xuống cấp. Mà muốn quật khởi trở lại trầu phải tốn tiền dữ lắm, đâu phải là dễ đâu. Mà nếu cái đà này tiếp tục á, là ít nhất nếu mà không có sự nhiễm màu nha, không có một sự thay đổi lớn, dân tộc của mình không biết sẽ đi về đâu á. Tại vì mấy cái đập á, là Trung Cộng nó control cái nước chảy xuống rồi, đâu có làm ruộng được. Còn Biển Đông á, là dùng Phan Thiết, Nha Trang đâu có ra biển được, đường nào cũng chết. Thời xưa đó mình còn có ruộng, mình còn có biển. Bây giờ mình không có ruộng, cũng không có biển, cũng chẳng ai chơi với mình luôn. Cái thằng Hề á, thằng Ukraine á, nó còn có phước, nó còn được thế giới giúp nó. Còn mình á, trời ai giúp.
Mỹ nó chỉ chơi cho có lợi thôi, nó chơi một tay để cho nó khỏe, để khi mà nó quýt tàu á, mà mình đừng có làm cho nó bận biểu thôi, chứ sức mấy mà chơi thiệt, chơi club. Cuối cùng nước Việt chỉ có là chờ sự nhiệm màu, thấy không? Chờ sấm cơ. Mà nếu mà thật sự mà chờ sấm cơ mà thiệt xảy ra, Phật xuất hiện, Minh Dương xuất hiện, Đại Khái, anh hùng về lần lượt gì đó, bao nhiêu sấm cơ mới dị dạy đó, thì họ phải bây giờ phải nghiên cứu sấm cơ. Miền Trung phải nghiên cứu sấm cơ Đức Thầy, miền Bắc phải nghiên cứu sấm cơ Đức Thầy, để mà quả mai còn có đường mà cứu được. Chứ còn nếu mà không có sự nhiệm màu dễ gì. Đây mình có nhiều sấm cơ lắm. Mấy cái bài sấm cơ này nè, mấy đứa đệ tử họ thiên á, cứ làm mỗi đứa một kiểu, post lên cho ta đọc. Tại vì nhiều lúc người ta không có tin sư phụ, nhưng mà mấy cái này của mấy vị Phật Thánh viết ra, thì nhiều lúc á, họ mấy ông bự đó, không còn có thể tin bớ không. Tại mấy ông cũng giỏi chữ nghĩa lắm, chỉ có bệnh tham thôi. Bài này của Đức Thầy: thử ứng nghiệm sấm thiên ngày trước. Có nghĩa là Đức Thầy khi cho cái bài này khoảng năm 1978-80, nhưng mà 500 năm về trước Đức Thầy cũng là ông Trạng Trình, phải không? Thì ngài cũng là ngài viết về ngài luôn: thử ứng nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian để chọc thầy chùa có đâu. Thì giờ thế gian quá trời đầu chọc, xưa đâu có ai thích đầu chọc đâu, ông thầy chùa bây giờ ông nào ông nấy để râu quá trời luôn, tức là ông chặn trình ông nói trúng. Thời mạc dặn biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên, thì con thấy ai là quỷ vậy đó, không có kể ai hết trơn. Chờ khi đá nổi lông chìm thì mấy cái này có rồi. Đá là ai ta? Tưởng với Thạch. Tự nhiên Đài Loan bây giờ nổi quá trời nổi, nổi tiếng tới dễ phải không? Thì MC hạng chip đồ, Tưởng với Thạch là đá. Long là gì? Mao Trạch Đông. Nước Trung Cộng giờ cả thế giới cấm giận, có phải là chìm liễm không? Chờ khi đá nổi lông chìm, thì giờ đá nổi lông chìm y chang rồi đó. Chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về suối. Chim hiền là ai? Đây, chim hiền đây. Cái này cũng chim già nè. Chim già mà chim hiền đang ngồi. Tức là chúng ta hải ngoại vỗ cánh là chuẩn bị đi về, để mà xây dựng lại một quốc gia mới. Để ý là mấy ngày nói vậy. Chim hiền vỗ cánh lại tìm về suối, chó nhà sẽ dễ đuôi đón chủ. Có nghĩa là đón chủ, chủ có nghĩa là cái gì? Nói là có một người lãnh đạo của nước Việt trong tương lai. Mà đâu vậy, đuôi chó làm sao vậy đuôi? Có phải là ở xa về nó mừng đúng không? Hải ngoại hay nước nào về mừng? Đó là sau này một người ở hải ngoại về lãnh đạo nước Việt, mang cái tư tưởng hải ngoại, nó mới lên lẹ. Chó nhà sẽ dễ đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Trà hoa hồi xưa trong tù á, lúc đó mấy bác ô giống như mấy bác sáng mình á, mãi
chẳng có trái cây gì cúng hết, chỉ có nước trà với bông hoa rừng. Thì cúng mấy gì á, rồi mấy gì về á thì mới đặt tên là cái hội trà hoa. Tới hôm nay cái hội trà hoa lúc mà năm 75 vô tới bắt đầu HO1 á, dài tới HO này á, thì những vị mà thời xưa mà được ở trên bề trên chọn để mà lập cái cơ đạo cho tới ngày hôm nay á, để mà chờ lập hội Long Hoa đó, thì những người đó đi rải khắp thế giới. HO mà con bảo lãnh đâu thì đi đó, có ông qua Pháp, có ông qua Virginia, có ông Nam Cali, có ông Bắc Cali, có ông Houston, đại khái đủ hết. Thì bây giờ gom lại, mà hồi xưa mỗi lần mà ấy đó, sư phụ cũng có đi dự những năm 20 mấy, mà bây giờ mấy bác cũng già hết rồi, đông lắm, toàn là hồi xưa mấy vị dùng mấy vị tướng lãnh cao cấp không à. Tại họ cũng mang một cái sứ mệnh để mà làm con chim thiền qua Mỹ, để rồi mấy con chim con là mấy con kiến cận bây giờ mà lì lì đó, HO rồi tất nhỏ nhỏ đó, rồi bắt đầu cháu nội cháu ngoại, tức là bốn đời đẻ ngoài Mỹ á, là chim hiền chắp cánh, tức là ba nó là ở tù trại Nam Hà rồi đẻ ra nó, rồi nó đẻ xuống thì chim hiền chắp cánh lại tìm về quê, tức là không cần biết mày đẻ đây bốn đời mày cũng phải đi về Việt Nam giúp nước Việt à. Cho nên bây giờ á, cái đứa con gái mà nãy sư phụ nói mà giờ ba mấy tuổi á, hồi xưa nó không tiếng Việt rành, bây giờ bắt đầu vô hãng sư phụ là bắt đầu từ từ cái biết tiếng Việt, không cần biết đứa nít đẻ Mỹ này kiểu nào, mà khi lớn cái tuổi mà trung lớn lớn rồi đó là bắt đầu tìm về gốc, bắt đầu tập nấu bún bụ ấy, tập này kia kiểu Việt Nam rồi, là tự động thôi. Nhớ ngày xưa sư phụ đâu có rành tiếng Việt kiểu này đâu, hầu như Mỹ con vậy đó, học đại học nói chuyện Mỹ lưu loát lắm, mà từ lúc mà hẹn mấy chục năm nói tiếng Việt với bằng lính, người lên mạng cũng bị chửi bầm dập, những thời gian đầu tiếng Việt đâu có rành, từ từ cái bị chửi nhiều quá, có đầu mình mới nghiên cứu lại phải không, dùng danh từ lại phải không, chơi chiêu lại để cho nó bớt chửi mấy cái đó, tại vì mình muốn độ chúng sanh, nó nhất là cái thằng mấy đứa nít nhỏ nhỏ 12-13 tuổi nó rành tiếng Việt hơn sư phụ. Tại lúc xưa rồi hỏi Việt Nam học ở lớp 4 để cho ít nhất nó cũng có chút cảm tình. Thì, mà khi mà tiếng Việt hôm nay mà được chút chút thì nó còn không có bập bẹ nhân nít. Cái nó nói anh sao giờ lạnh hơn xưa, tao bị mà chửi nhiều quá thì tao phải nói nhiều chữ để trong vòng một phút ra được 50 chữ, thì xưa một phút nó ra gặn được có 5 chữ. Hai cái khác nhau, miễn sao tao hiền là tao hiền được rồi. Đem đọc cái thơ này nè. Quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên, chờ khi đá nổi lông chìm chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, Phật bà chứng giám thiện duyên. Tức là Phật bà ngâm mình á, và mắc gì chứ Phật á, chứng những đứa con thiên mà có tâm lành để vượt qua cái sàng lọc. Thì câu mỗi một câu á, mỗi một chữ thôi là những gì Phật cho nhiều nghĩa lắm, mà nếu mà con dịch từ chữ nó ra nhiều lắm. Phật bà chứng giám thiện duyên, thiện duyên là ai? Những đứa tâm thiện là có duyên với đạo thiên tâm là gọi là thiện duyên. Phật bà chứng giám thiện duyên, hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, hào quang nè, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng. Câu này đó, thời xưa chưa có ai biết đạo thiên tâm, cả cái bụng không biết luôn, mà những bác HO từ thời năm 79-80 đã biết có đạo thiên tâm, đã đeo dấu hiệu này từ thời đó. Chúng ta là hậu bối thôi á nghe, ông bố thì ông đeo dấu này là lúc đó là năm 79 trong tù cũng đeo rồi, bác Mại cũng vậy nè, chút ông về đây, ông đang đâu đây nè, hỏi đi. Còn những ông HO mà những cái trại tù đó đã đeo cái dấu thiên tâm mình rồi, thì khi cái dấu hiệu đã ra đời thế gian á, là do Trung Cộng nó tấn công miền Bắc, thì lúc đó mấy bề trên Phật á mới kêu tất cả tù nhân phải đeo dấu thiên tâm vô để cho được cứu. Cho tới năm 2017 á, tháng 3 đó, thì thường mới bắt đầu mới cho mọi người trên mạng biết. Cho nên thật sự nếu mà nói cho đường cùng nữa, thì cũng vẫn là thằng truyền tin, người truyền tin. Thì cũng là hậu bối của mấy ổng, đúng không?
Thì cái dấu thiên tâm này, cái đạo thiên tâm này nó có ở trên trời rất là nhiều nghìn năm. Thì xuống thế gian, Đức Thầy là người nói lên cái đạo này. Thì Đức Thầy là Phật Di Lặc số 1, Sư Phụ là truyền thừa Di Lặc số 2. Nhưng danh từ gọi cũng là giống nhau. Mấy con gọi Sư Phụ là Bồ Tát Di Lặc hay Thánh Di Lặc. Nhưng mà đối với Phật thì mấy con phải gọi là Phật đàng hoàng. Còn Sư Phụ không, không biết có phải là Phật hay không, nhưng mà trên trời Sư Phụ có nhiều bông sen rồi. Nhưng mà Sư Phụ là thiên tử, là thiên tử. Phong Thánh Di Lặc làm vua. Cái câu đó của Thánh Mẫu nói thì cũng đúng. Ok, Đức Thầy cũng là Di Lặc, Sư Phụ cũng là Di Lặc. Tức là danh từ để mà lưu truyền hậu thế. Sau này khi trăm tuổi già, những đứa con họ Thiên đứa nào tu giỏi sẽ là Di Lặc số 3 đó. Nó cứ Di Lặc, Di Lặc, Di Lặc hoài. Thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, có nghĩa là ở đây á, Đức Thầy dạy chúng ta đó là phải đọc kinh hàng ngày. Phải đọc kinh nhất tụng Nam Mô, thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô. Còn đâu chủ thuyết tam vô. Những ngày đầu Sư Phụ đọc cái này hoài, Sư Phụ không có hiểu tam vô là gì. Sau này có người comment trả lời á, tam vô là vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình á, là cái là các Mác Lênin á, là nó không có nể ai hết trơn. Vô thần. Còn đâu chủ thuyết tam vô. Ba Thu nói tiếp, sóng to bủa tràn. Sóng to là biển Đông á. Sẽ có trận chiến biển Đông, không tránh khỏi nha. Đáo Bồ Đề giặc tan ai rõ. Pháp nạn mùa chịu khó chịu tai. Cơ trời có trả có dây. Thiên cơ đã định khó thai khó lường. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước. Hiện giờ là đang nhiễu nhương khắp nước. Thời cơ đang tới. Cơ trời đang diễn biến. Hết bệnh rồi tới kinh tế ế ẩm, rồi chết đói là. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước. Hiện giờ nước mình đang nhiễu nhương. Chứ không có phải giống như mấy cái đài của VTV đồ nói kinh tế đang phát triển, đầu tư nước ngoài vô nước Việt gì đạt tiêu chuẩn, mà cứ nói mấy chục năm mà dân đói vẫn đói. Giống như nói để cho vui được, ai mà nghe vui được chừng chút vậy đó. Còn cái chuyện tao nói xạo là chuyện của tao. Việt Nam hay chỗ đó. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, ráng tu thân mới được chứng chi. Nghĩa là đọc kinh thì mới qua được cái sàng lọc này, mới sống ở cái thời Di Lặc, tức là mới gặp được Phật Di Lặc thiệt. Nếu mà không đọc kinh sẽ không có gặp được Phật Di Lặc. Nếu mà kiếp này mấy con bỏ cái cơ hội mà gặp Phật Di Lặc thời nay á, mình về trời chưa chắc gặp được. Tại vì không biết mình có ở ngay cái tầng của ổng không nữa, rồi mình đi xuống địa ngục sao mình gặp. Cho nên bây giờ là cơ hội gặp rất là dễ, rất là cao. Mà không nắm giữ nữa thì thôi không biết làm sao luôn á. Gán tu thân mới được chứng chi. Còn đâu những đứa vô nghị, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta giảng lời cơ dạy kỹ. Các con dù trời Mỹ trời Âu. Hồi thời xưa Việt Nam mình đâu có đi vượt biên đâu, mà mấy vị biết hết. Trời Mỹ trời Âu. Mấy con thấy Phật Thánh Tiên hay không? Biết cả mấy nghìn năm, lúc nào làm gì nữa chim hiền. Có nhiều người xưa ở trong nước, mấy ông này nè, mình có đi đâu đâu mình bay về ta. Cứ nghĩ là vòng vòng Sài Gòn, miền Tây đâu, không phải. Bây giờ ra tới hai ngoại rồi. Này mấy vị nói rõ luôn, các con dù trời Mỹ trời Âu. Mỹ là nghe Âu Châu, nghe Úc là nghe Canada. Trời Đông Pháp Phật nhiệm màu. Trời Đông á là biển Đông, biển Đông là miền Đông. Tại vì người Âu Châu hay gọi là ở phương Đông, cứ nghĩ người Tàu là phương Đông.
Nhưng mà họ không bao giờ họ nghĩ phương Đông cũng có Việt Nam là phương Đông vậy. Mà họ không bao giờ họ nghĩ nước Việt Nam nhỏ, Phật Thánh Tiên hạ phàm do đó. Thì bây giờ mấy vị mới nói là trời Đông là nước Việt Nam. Trời Đông Pháp Phật nhiệm màu, quy về một cõi hẹn câu tao phùng. Cứ nghĩa là sau này đạo Thiên Tâm về nước Việt, về núi Cấm, quy về một cõi hẹn câu tao phùng, nghĩa là khắp thế giới họ thiên, không họ thiên cũng vô nước Việt hết. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi chung hợp nhất. Tại sao lại vua? Bây giờ đã bí thư là ông trưởng ông phó, quy cổ Việt Kim, ông Trạng Trình ông nói, tức là không có tổng thống của ông bí thư. Sau này lập lại nhà đời nhà Trần mà. Kiểu giống như là quân chủ là phiến, kiểu Nhật, kiểu Thái vậy đó. Để cho quốc gia mình nó thống nhất, không còn phân biệt Bắc Trung Nam nữa. Chỉ có vua mới yêu ba miền dân tộc, nếu không miền Nam, miền Bắc hết, chống chọi nhau hoài, sao đoàn kết? Chẳng lẽ chia ở vị trí 17 nữa, sao mà quốc gia phát triển được? Vua hiền với tôi chung hợp nhất. Tôi phải tôi chung nha, chứ không phải tôi hố lộ. Tạo cơ đồ, chung lực quốc gia, do đó ai cũng hiểu. Thiên Tâm là đạo của ta, Hoằng khai chánh pháp, Phật Bà thưởng ban. Mình đang Hoằng khai chánh pháp thì mấy vị bữa về núi mình khen, nhờ càng ngày nhiều người họ thiên á, mấy vị biết Hoằng khai chánh pháp, Phật Bà thưởng ban, cùng các đạo thế gian thờ kính. Nghĩa là trên thế gian này Đức Thầy xưa nói á, ai nước nào á mà thờ ông trời, Hồi giáo, Công giáo, Hindu vậy á, hỡi ai thờ ông trời đều là sau này đạo Thiên Tâm. Ai mà tu theo Phật cũng là đạo Thiên Tâm. Hoằng khai chánh pháp, Phật Bà thưởng ban, cùng các đạo thế gian thờ kính. Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Cứ nghe là Phật với Chúa là đạo Thiên Tâm mình. Thiên là Cha, là Thượng Đế. Tâm là Phật. Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng. Ba ngôi ở bên Công giáo họ cứ kêu Chúa Giêsu là ba ngôi. Chứ phụ hôm nay tái lâm thì câu này là nói vậy đó. Ba ngôi có Chúa rõ ràng. Mười phương hữu Phật vẽ vang tương hòa, thuyền bát nhã Phật Bà ngự trước. Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời. Nghĩa là cái đạo Thiên Tâm này sẽ lưu truyền nghìn nghìn năm về sau trên thế gian này. Nhiều trường đại học giống như trường Harvard hay trường West Point vậy của Thiên Tâm sẽ mọc lên tất cả từ đây tới Trung Đông, Pháp Quốc, Anh Quốc, để cho họ không còn thánh chiến nữa. Nay ta tạm bế cơ chờ đến thời cơ sao đón lệnh pháp truyền, già qua giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phận. Đó là lời của Đức Thầy. Ok, mình nói chuyện hoài con ơi, sư phụ mệt đi về nghỉ chút tối sư phụ. Phải về tắm một cái, sư phụ chuẩn bị có buổi lễ lớn tối nay. Mấy con cứ ở bên này đi. Chút tối sư phụ họp với mấy vị trong kia. Đạo Thiên Tâm, tức là tất cả các đạo đều về Thiên Tâm hết. Có nghĩa là Thiên Tâm sau này thế gian này có một đạo. Kinh điển nào cũng từng nói cái này, nhưng mà họ không biết xảy ra vào khoảng giai đoạn nào, thời gian nào. Thì bây giờ là đúng là thời gian này.
Mấy giờ nữa? 4 giờ 15. 4 giờ 15 sư phụ. Về nhà tắm rửa sư phụ, vô trong chỗ đó mấy con cứ bình thường ngoài này. Ok, tạm biệt nha. Dạ. Yeah. Đi nha. Dạ. Yeah. Cái này của Ngân nè.